Tại nhà ông Xuân Phú Hộ, bà Xuân đang nói chuyện với vợ chồng cậu Tuấn Khang, con trai duy nhất của ông bà. Sau khi nghe mẹ nói muốn cưới thêm vợ cho mình, cậu Tuấn Khang đã ngay lập tức phản đối. Con và Diệu phu thê mặn nồng, tình cảm sâu đậm. Nên con không muốn cưới thêm bất cứ ai nữa đâu má. Đàn ông năm thê bảy thiếp là chuyện thương tình. Con có thương vợ con đến mấy thì con cũng phải nghĩ đến cái nhà này chứ con vẫn đang cố gắng làm tròn trách nhiệm với gia đình, chứ con có bỏ bê chuyện trong nhà đâu mà má nói vậy. Còn chuyện năm thi bảy thiếp, con không làm được đâu, má đừng ép con. Bà Xuân bị thằng con trai làm cho tức đến đỏ mặt, nghẹn ứ đến khó thở. Còn rượu kia, mày cho con trai tao ăn phải cái thứ gì mà bây giờ nó ra nồng nỗi vậy hả? Trước giờ nó chưa từng cãi tao chuyện gì, vậy mà vì mày vì mày mà nó dám nói với tao như vậy á. Diệu nghe má chồng nhắc đến tên mình thì hốt hoảng thanh minh. Dạ không má ơi, con có làm gì đâu má. Càng nhìn Diệu, bà Xuân lại càng khó chịu. Từ ngày nó về đây, bà đã không ưa nổi nó điểm gì. Vậy mà thằng con trai bà cứ bênh vợ nó chằm chạp, làm cho bà càng ghét Diệu hơn. Bà Xuân nghĩ cứ nói thế này cũng chẳng giải quyết được gì, Hôm nay thôi thì tạm dừng tại đây Để bà tính thêm đã Chứ cứ như thế này Chỉ khiến bà tức mà chết thôi Thôi bọn mày đi đi Cho khuất mắt tao Nói rồi Con xương dìu bà chủ của nó vào trong nghỉ ngơi Còn lại nơi đây Tuấn Khang cũng đỡ lấy tay rượu Đưa cô về phòng Em đừng nghĩ nhiều Anh sẽ không chấp nhận chuyện má cưới thêm vợ cho anh đâu Anh chỉ yêu mình em thôi Dạ em biết rồi diệu biết má chồng chẳng ưa gì mình bởi vì nhà cô nghèo bố lại mất sớm gia cảnh nhà cô làm sao tương xứng được với cậu chủ tuấn khang vừa đẹp trai lại thông minh giỏi giang của nhà ông bá hộ giàu nhất cái vùng này được nhưng cậu tuấn khang mà cô yêu lại không hề để ý đến gia cảnh khó khăn của nhà cô cậu yêu thương cô thật lòng diệu vì cảm động trước tấm chân tình của cậu nên mới đồng ý cùng cậu kết tóc xe duyên. Cô biết làm dâu nhà giàu chẳng hề dễ dàng, nhưng vì yêu cậu và muốn được ở bên cạnh cậu nên cô chấp nhận vượt qua tất cả. Từ khi về làm dâu nhà này, mẹ chồng cô lúc nào cũng ghét cô ra mặt, khinh khi cô đủ điều. Nhưng đó là khi không có mặt cậu Tuấn Khang, còn trước mặt cậu bà cứ như một con người khác vậy, lại đóng vai là một người mẹ chồng hiền lành, nhân hậu với con dâu. Sáng sớm, khi tất cả mọi người vẫn đang say giấc, Diệu đã phải rón rén rời khỏi giường. Cô cố gắng đi thật nhẹ để không đánh thức giấc ngủ của Tấn Khang. Cô đi xuống bếp và bắt đầu công việc của mình. Ở ngay sát bên bếp là phòng của con tí. Nó đang ngủ thì nghe tiếng lạch cạch ở bên cạnh. "Ôi mợ, sao mợ dậy sớm thế?" "Ừ, tôi làm em tỉnh giấc à?" Không sao đâu mợ, nhưng mợ dậy chi sớm vậy mợ? Mợ để đó em làm cho. Mợ lên đây nằm nghỉ thêm lát nữa đi mợ. Thôi, nếu em đã dậy rồi thì làm cùng tôi cho vui đi. Nghỉ ngơi gì giờ này nữa. Bà mà thấy là không xong với bà đâu. Vậy để em làm cùng với mợ cho vui. Con tí là người làm trong nhà và cũng là cái đứa thân thiết với cô nhất. Nó mới có 14 mà đã có thâm niên đi ở tận 7 năm rồi. Hỏi ra thì mới biết nó bị bán cho nhà ông Phú Hộ từ khi mới lên bảy. Nghĩ mà thương cái số kiếp hầm hiu của nó. Diệu tuy mổ cô cha từ sớm nhưng vẫn được sống trong tình yêu thương che chở của mẹ. Mợ ơi, thực ra mấy việc này em làm là được rồi. Vậy mà bà cứ bắt mợ phải làm cùng tụi em chi cho cực không biết nữa. Ừ, không sao đâu tôi cũng có nhà quê mà nên mấy việc này tôi đâu có ngại đâu em biết là vậy nhưng dù gì mợ cũng là vợ của cậu tuấn khang mà sau này chẳng phải cậu mợ chính chủ của căn nhà này sao tôi chỉ mong được sống yên ổn bên cậu khang thôi mấy chuyện chủ tớ tôi không có ham mợ ấy tại mợ hiền quá nên bà chủ mới được nước lấn tới mợ á nay mợ phải mạnh mẽ lên chẳng phải sau mợ còn có cậu chủ sao mà bà chủ chỉ có duy nhất cậu Khang là con trai Nên bà cũng nể cậu lắm á mợ Ừ tôi biết rồi Thôi làm đi Nhiều chuyện quá đấy Diệu trách yêu con tí vậy thôi Chứ cô biết nó nói vậy Cũng là vì nghĩ cho cô mà thôi Trên cây cầu cuối xóm Gia Hân đang đứng nói chuyện với Tài Giờ anh giúp tôi một việc Thì tôi sẽ bỏ qua chuyện kia của anh Và tôi hứa sẽ không nói cho ai biết Việc gì? Cô nói xem. Hân ghé vào tai Tài nói nhỏ một lúc. Cái gì? Cô cũng to gan lớn mật quá nhỉ. Anh có giúp tôi không? Được, tôi giúp, nhưng cô phải giữ lời đấy. Anh yên tâm, con Hân này đã nói là làm được. Gia Hân nhếch môi cười khẩy, trong lòng thầm nghĩ. Diệu ơi, mày cứ chờ đấy. Chúng ta sắp sống chung dưới một mái nhà rồi đấy. Tối hôm sau, Tài hẹn Tuấn Khang ra quán rượu cũ. Việc của Tài chúc cho Tuấn Khang say mềm rồi sau đó đưa cậu ấy về nhà Tài. Việc còn lại là của cô. Hai người vừa uống chưa được bao lâu thì Tuấn Khang bỗng thấy đầu óc dường như không còn tỉnh táo nữa. Nhận ra có điều gì đó không ổn nên cậu muốn đi về. Nhưng khi cậu vừa đứng lên liền không đứng vững. Cậu say rồi, để tôi đưa cậu về. Tuấn Khang nhìn Tài rồi gật đầu. Tài đưa Tuấn Khang về nhà mình, theo đúng lời dặn của Hân. Khi hai người vừa về thì Hân cũng bắt đầu xuất hiện. Tôi xong nhiệm vụ rồi đấy, bây giờ cô định làm gì? Làm gì là việc của tôi, không cần anh phải quan tâm. Giờ anh đi đâu thì đi đi, đêm nay tôi muốn ở đây. Cô, cô đúng là loại đàn bà thâm độc, dây vào cô đúng là xui xẻo mà. Tài quay qua nhìn Tuấn Khang, trong lòng dâng lên cảm giác tội lỗi vô cùng. Nhưng vì anh đã lỡ làm một việc sai trái lại để hân nắm được, nên anh đành phải chấp nhận làm cái việc hèn hạ này. Sau khi đợi Tài đi mất, Gia Hân mới đến bên giường, cô nhìn người đàn ông nằm trên giường. "Cậu Khang ơi, cậu Khang, cậu có biết em yêu cậu từ lâu rồi không? Tại sao cậu lại đi lấy con rượu chứ? Hôm nay em nhất định phải để cậu biết." Em yêu cậu nhiều như thế nào? Trong cơn say, nửa tỉnh nửa mê, Tuấn Khang cảm nhận được có một người phụ nữ đang cởi từng chiếc cúc áo trên người cậu, nhưng đó không phải là Diệu, vợ của cậu. Tuấn Khang biết chắc chắn đấy không phải là Diệu, bởi vì mùi thơm này không phải là cô ấy. Cậu cố gắng mở mắt ra để xem là ai. Cô là ai? Tránh ra đi. Tuấn Khang, là em đây. Em là vợ của cậu đây." Tuấn Khang cố đẩy Hân ra khỏi người mình. "Không, cô không phải là vợ tôi, cô không phải là rượu, tránh ra đi." Cậu cố gắng dùng chút sức lực còn lại để ngồi dậy, nhưng không được, cậu không thể ngồi dậy được. Tuấn Khang đổ vật ra giường. Trong khi đó, Gia Hân vẫn đang ra sức chạm vào người cậu, mơn trớn kích thích cậu, nhưng Tuấn Khang vẫn phản kháng lại hành động của cô đến cùng. Sau một hồi đấu tranh vật vã thì Tuấn Khang đã chìm vào giấc ngủ và không còn biết điều gì nữa. Còn Hân, cô ta dù rất tức giận nhưng vẫn chưa từ bỏ âm mưu của mình. Đêm đã khuya nhưng Tuấn Khang vẫn chưa về. Diệu bồn chồn lo lắng đi đi lại lại trong phòng. Bỗng có tiếng con tí gọi cô. Mợ ơi! Cậu Khang về rồi hả tí? Dạ không mợ, cậu cho người báo tin về. Hôm nay công việc vẫn chưa giải quyết xong nên cậu chưa về được. Mai cậu sẽ về mợ ạ. À. Ừ, thôi được rồi, em về ngủ đi. Lúc sáng trước khi đi, cậu có nói với cô rằng hôm nay cậu phải đi thu mua lúa ở các xã kế bên nên có thể sẽ về muộn. Nên bây giờ nghe con tí báo tin vậy, cô không hề có chút nghi ngờ gì. Nhưng cô đâu có biết cái tin ấy là do tài báo tài là người làm trong xưởng gạo nhà ông bá hộ lại là bạn của tuấn khang nên khi tài nói với gia đình trong nhà cái tin cậu chủ của họ bận việc chưa về được thì ai nấy đều tin là như vậy gần sáng tuấn khang mới lơ mơ tỉnh dậy anh vô cùng hoảng hốt khi vừa mở mắt ra đã thấy một cô gái nằm bên cạnh mình cô cô sao cô lại ở đây gia hân thấy tuấn khang đã tỉnh nên bắt đầu diễn Cô giả vờ nhìn quần áo sọc sạch của mình rồi khóc lóc. <laughs> cậu Khang, em câu hỏi em như vậy thì em biết phải làm sao đây? Cậu nói cậu thích em, muốn lấy em nên em mới để cậu chăm sóc em cả đêm qua. Vậy mà giờ cậu lại nói thế thì em biết làm sao đây? Tôi với cô, cả đêm qua. Gia Hân giả vờ nhìn xuống cuối chân giường. Tuấn Khang cũng nhìn theo ánh mắt của Hân trên nền chiếc váy hoa màu vàng lại có thêm một vết đỏ của máu. "Đây, cậu xem, tối qua cậu đã làm gì em này?" Hân kéo phần áo nơi cổ xuống để lộ những vết màu đỏ, như thể là những vết hôn nồng cháy nào đó. Tất cả đều chứng minh cho một điều, đó là đêm qua giữa cậu và cô ấy đã có chuyện đó xảy ra. Nhưng trong đầu cậu lại không có một chút ký ức nào cả, nhưng cậu cũng không thể chối bỏ được Thôi, cô đừng khóc nữa, để tôi tính. Nghe Tuấn Khang nói vậy, Gia Hân biết rằng cá đã cắn câu. Cô nước mắt lưng tròng, giọng nói ấm ức. Cậu tính thế nào thì tính, chứ giờ em không biết phải làm sao đâu. Chuyện này mà đồn ra ngoài thì đời em chẳng còn gì đâu, cậu ơi. Được rồi, giờ tôi về đã, chuyện này để tôi tính sau. Cậu hứa đi cậu lỡ cậu về rồi không xuống đây nữa thì em biết làm sao hả cậu lúc ấy cậu mà không xuống em chỉ còn nước nhảy sông mất thôi tuấn khang nghe cô nói nhảy sông liền lo sợ mà chấn an cô tôi nhất định sẽ cho cô một danh phận vậy nên cô đừng có làm điều dại dột đấy dạ vâng em tin cậu tuấn khang ra về mà lòng nặng trĩu tâm tư cậu không biết phải nói chuyện này với diệu ra sao đây nhưng cậu cũng không thể phủi tay không có trách nhiệm gì với cô ấy được lỗi là do cậu đời người con gái danh tiết là quan trọng nhất nhưng giờ đây cái danh tiết ấy đã bị cậu lấy mất nếu không làm vợ cậu thì cuộc đời của cô ấy sau này sẽ ra sao chứ nhưng còn diệu cậu đối diện với diệu ra sao đây làm vợ cậu cô ấy đã phải chịu quá nhiều thiệt thòi và khổ sở rồi giờ lại thêm chuyện này nữa cậu chủ đã về ạ à? ừ mợ đâu dạ mợ đang dưới bếp đó cậu để em xuống kêu mợ lên cho cậu nha. không cần đâu em làm gì thì làm đi tuấn khang đi thẳng xuống bếp thì thấy cô đang lúi húi thổi bếp nấu gì đấy Diệu, em làm gì đấy dạ cậu về rồi ạ à. cậu ăn gì chưa để em nấu anh không đói mà sao em lại làm việc này từ nay đừng làm nữa việc này đâu phải là việc của em chứ tuấn khang nắm lấy tay cô kéo cô đứng lên đi khỏi nhà bếp nhưng má muốn em học việc bếp núc mà em không thể không làm được em có thể học cách chế biến các món ăn học cách quản lý người làm quản lý lương thực thực phẩm của nhà bếp chứ không phải mấy công việc trẻ củi nhóm bếp đó em hiểu không Em là vợ của anh, là mợ cả của nhà này. Anh không muốn em làm những việc đó. Diệu nhìn cậu Khang với ánh mắt đầy yêu thương và hạnh phúc. Em biết rồi, em sẽ làm theo lời cậu nói, được chưa nào? Hai người tay trong tay vui vẻ đi về phòng. Bà Xuân đứng trên nhà nhìn thấy hai vợ chồng cậu Khang vui vẻ bên nhau mà tức muốn nổ con mắt. Mấy ngày nay Tuấn Khang cứ như người mất hồn, ăn uống cũng kém đi vài phần. Cậu có chuyện gì đang lo lắng phải không? Ừ, đúng là có chuyện đang khiến anh rất băn khoăn và lo lắng, không biết nên giải quyết ra sao. Cậu nói cho em nghe đi, xem em có giúp gì được không? Chuyện là đêm hôm trước anh không về được đấy, đã xảy ra một chuyện. Diệu thấy chồng cứ ấp a à, ấp ống, lại càng thêm nóng ruột. Có chuyện gì, cậu nói nhanh đi. Chuyện là đêm hôm đó, anh uống say. Sáng hôm sau tỉnh dậy, anh thấy có một cô gái nằm bên cạnh. Cô ấy nói, đêm hôm đó anh đã... đã... Đã làm sao? Cậu nói đi. Giọng của Diệu lúc này đã không còn bình tĩnh được nữa. Anh đã làm mất đi danh tiết của cô ấy. Câu nói cuối cùng của cậu Khang như bóp nát trái tim cô. Đôi mắt long lanh đã bắt đầu ngấn lệ tại sao anh lại có thể làm như vậy với em chứ anh xin lỗi anh thật sự xin lỗi em hôm đó thật sự anh đã quá say và không còn biết chuyện gì đã xảy ra đến khi tỉnh dậy thì mọi chuyện đã như vậy anh thật sự không có cảm tình gì với cô ta hết trước giờ anh chỉ yêu có mình em diệu không thể nói thêm được gì nữa cô chỉ biết quay mặt đi mà khóc cô chưa đủ khổ sở sao mà bây giờ ông trời lại còn muốn thử thách cô thêm nữa thế này vì yêu tuấn khang cô có thể chấp nhận sự ghẻ lạnh khinh khi của mẹ chồng cô có thể nhịn nhục tất cả chỉ cần được bình yên bên cậu sống với cậu đến hết đời là được nhưng cô không thể chấp nhận chuyện chung chồng không thể chấp nhận chia sẻ tình cảm này với người phụ nữ khác đó là điều duy nhất cô không muốn làm vì cậu Tuấn Khang thưa với ba má chuyện cưới Ra Hân về làm vợ bé cho cậu. Bà Xuân ngạc nhiên tới mức phải hỏi lại con dâu để xác nhận. Con Diệu, mày nói cho má nghe xem, thằng Khang nó nói có đúng không vậy? Diệu dù đang rất đau lòng nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh trả lời mẹ chồng. Dạ thưa má, anh Khang nói đúng đấy ạ. À? Chuyện này hai vợ chồng con cũng có bàn qua rồi thưa má. Chuyện này là ngang ngên nhưng đó là con cái nhà ai vậy má muốn xem xem con cái nhà ai mà có thể khiến cậu tuấn khang nhà này nhất quyết muốn xin cưới má chuyện này dài dòng lắm sau này con sẽ nói với má sau nếu má đã đồng ý rồi thì để con đi báo với nhà người ta để con chuẩn bị không được chuyện này má chưa thể đồng ý với con ngay được mà muốn xem đó là con cái nhà ai có phù hợp với nhà mình không đã chứ không thể lại rước thêm một đứa nhà quê về đây nữa đâu. Tuấn Khang thấy rằng nếu không rõ ràng mọi chuyện với bà Xuân thì bà khó mà đồng ý chuyện này được. Nên anh đành kể hết cho bà nghe mọi chuyện. Bà Xuân khi biết hết mọi chuyện thì sắp không kém gì diệu. Tuấn Khang ơi là Tuấn Khang. Tại sao con lại có thể dại dột đến vậy hả? Để một đứa con gái nó gài bẫy. Để rồi bây giờ phải cưới nó cơ chứ. Cưới một đứa con gái tâm địa như vậy về làm dâu trong nhà... Chắc tao điên cái đầu mất Nhưng nếu con không cưới cô ấy Thì cũng không được má ơi Con không thể vô trách nhiệm như vậy được Lỗi là do con gây ra Nên con phải chuộc lỗi với cô ấy Bằng cách cưới cô ấy thôi má ơi Thôi đủ rồi Tụi bay đi xuống đi Thấy má nói vậy Tuấn Khang chỉ đành biết nghe lời Có lẽ bà cần thời gian để suy nghĩ Về cái chuyện tày trời này Nhìn thấy má như vậy lại nhìn qua diệu đang cúi đầu đi bên cạnh. Tuấn Khang thấy bản thân có lỗi vô cùng. Chỉ vì một phút không kiểm soát được bản thân mà anh đã gây ra một chuyện tài trời, khiến người con gái anh yêu phải đau khổ, khiến ba má anh phải suy nghĩ. Làm thằng đàn ông như cậu đúng là tệ quá đi. Buổi tối hôm ấy, ông Xuân vừa về đến nhà thì nghe vợ nói chuyện của Tuấn Khang. Ông nổi giận đùng đùng, gọi cậu lên trách mắng một trận. Sau cùng, ông nói: "Đã làm ra chuyện như vậy rồi thì lo mà cưới nó về, đừng làm xấu cái mặt nhà này." Ông Xuân cả một đời chính nhân quân tử, ông không bao giờ chấp nhận những kẻ làm vấy bẩn đời người con gái nhà người ta rồi lại phủi tay không một chút hối hận hay không có trách nhiệm với việc mình làm. Vậy nên, ông mới yêu cầu cậu Khang phải cưới cô ấy về làm vợ. Ông sợ chuyện này mà truyền ra ngoài thì ông không biết phải đối mặt ra sao với mọi người. Bà Xuân nghe chồng nói vậy cũng đành thuận theo ý ông chứ không dám phản đối. Ừ, cứ vậy mà làm đi. Chuẩn bị cái lễ nhỏ qua đó xin đón dâu về là được. Không cần phải rình rang gì đâu. Dù sao cũng chỉ là phận vợ lẽ thôi mà. Hôm nay, cậu Khang muốn thông báo cho Hân chuyện. Ba má cậu đã đồng ý cho cậu cưới cô về làm vợ. Cậu muốn Diệu sẽ đi cùng mình. Ban đầu cô định không đi, nhưng sau khi nghe cậu nói, cô ấy ở cùng xã với mình, lại còn có cái tên cùng với tên cô bạn của mình, nên Diệu càng tò mò hơn. Hơn nữa cũng lâu rồi, cô chưa có về thăm nhà. Nhân cơ hội này, cô muốn về thăm má luôn. Sáng sớm ngày hôm sau, cậu Khang và Diệu cùng nhau về quê nhà cô. Chiếc xe hơi sang trọng lăn bánh trên con đường làng thân thuộc rồi dừng lại trước căn nhà nhỏ của Diệu. Má ơi, con về rồi nè má. Bà Tám nghe giọng con gái thì mừng lắm. Nhìn thấy con gái mừng mừng tủi tủi, bà ôm chầm lấy Diệu. Sao lại gầy thế này con? Bộ thằng Khang nó không chăm con hả? Hay nó không tốt với con? Cái thằng tệ quá đi. Không phải đâu má, anh Khang ảnh tốt với con lắm con cũng ăn uống bình thường nhưng chắc xa nhà xa má nên con hơi khó ngủ chút xíu thôi à ừ vậy thì còn được con đó cố gắng ăn uống rồi nghỉ ngơi cho tốt vào để còn có sức mà mang thai nữa chứ mà thấy tụi bây cưới nhau cũng đã được hơn một năm rồi mà chưa có tin gì là hơi lâu rồi đấy giọng rượu buồn buồn nói với má tụi con vẫn đang cố gắng mà má thấy con gái có vẻ buồn buồn, bà tám biết mình đã lỡ lời nên đành xoa dịu con. "Ừ, má nói vậy thôi chứ, chuyện con cái cũng là cái duyên nữa. Duyên chưa đến thì mình đợi thôi. Không có gì phải buồn nha con. Cứ từ từ rồi sẽ có thôi. tụi bây còn trẻ mà, không phải lo nha." "Dạ vâng má." Trước khi về, cậu Khang có chuẩn bị ít quà biếu má vợ nên cậu dành việc xách đồ vào nhà, cất để diệu và bà tám có cơ hội tâm sự chuyện trò má dạo này có khỏe không ạ à? ừ má vẫn khỏe hôm nay hai đứa về chơi hay đi công chuyện nên ghé qua thăm má luôn vậy dạ cũng lâu lắm rồi diệu chưa có về thăm má được nên hôm nay con có công chuyện ở gần đây nên con đưa vợ con về thăm má luôn ừ vậy để má đi nấu cơm trưa nay ở đây ăn cơm với má nha sau đó đi đâu thì đi dạ vâng má sau bữa cơm trưa bà tám kéo con gái vào phòng hỏi nhỏ có chuyện này má muốn hỏi con mà có thằng khang nên má không muốn hỏi dạ má nói đi con nghe này má má nghe người ta đồn á là con hân bạn con người xóm trên đó sắp về làm dâu nhà ông xuân bá hộ chuyện này là sao nhà ông xuân bá hộ chẳng phải là nhà chồng con sao mà nhà đó chỉ có mỗi cậu Khang, đúng không con? Dạ, đúng rồi má. Vậy là, là thằng Khang nó cưới con Hân về làm lẽ thật hả? Diệu đã lờ mờ đoán ra cô gái mà Tuấn Khang muốn cưới thêm là ai. Nhưng vì chưa gặp mặt trực tiếp, nên cô chưa dám khẳng định. Giờ đây nghe má nói như vậy thì điều mà cô nghi ngờ đã thành sự thật diệu nén tiếng thở dài cúi đầu giấu đi đôi mắt đỏ hoe trả lời má dạ vâng má ơi trời cái thằng khang này ngày nó cưới xin con má đã không muốn cho con lấy nó rồi nhà mình nghèo mà về làm dâu nhà đó má chỉ sợ con thiệt thòi đủ điều thôi nhưng nó hứa nó sẽ yêu thương con bảo vệ con nó nói nó hứa chân thành lắm nên má mới đồng ý vậy mà bây giờ mới được hơn nửa năm nó đã thay lòng đổi dạ muốn cưới thêm vợ hai nữa má đừng nói vậy anh khang anh vẫn thương con lắm má chuyện này có nhiều uẩn khúc lắm đợi sau này con tìm hiểu kỹ đã rồi con sẽ nói cho má nghe nha nói rồi bà tám ôm con gái vào lòng vỗ về cô hai vợ chồng bà chỉ có rượu là người con duy nhất chồng mất sớm hai mẹ con bà nương tựa vào nhau mà sống từ bé cô đã luôn tỏ ra là người con hiếu thảo ngoan hiền gả cô cho cậu khang là bởi vì bà hy vọng cậu khang sẽ đem lại hạnh phúc thật sự cho cô chứ không phải vì gia cảnh giàu có nhà cậu nhìn dáng vẻ buồn hiu của con gái lòng bà đau như cắt từng khúc ruột có người mẹ nào thấy con mình phải chịu ấm ức mà không đau cho được nếu như cảm thấy cuộc sống ở trên đấy quá khó khăn quá mệt mỏi thì cứ về đây với má. Má con mình lại sống với nhau như những ngày tháng trước đó. Không sao hết, con phải nhớ luôn có má ở đây chờ con. Đừng để bản thân phải chịu quá nhiều tổn thương, nhớ chưa con? Những lời nói của má càng khiến bao ấm ức trong lòng cô bấy lâu nay cứ thế tuôn trào theo những dòng nước mắt mặn chát. Buổi chiều hôm ấy, Tuấn Khang nói muốn đến gặp Hân để thông báo cho cô biết về chuyện cưới xin. Bây giờ anh đến gặp cô ấy, nếu em không muốn đi thì cứ ở đây chơi thêm với má. Lát xong việc anh sẽ qua đón em. Không, em muốn đến gặp cô ấy, dù sao sau này cũng sống cùng một nhà. Ừ, vậy cũng được. Gia Hân không ngờ là Diệu lại xuất hiện cùng với Tuấn Khang nhìn thấy vẻ mặt có phần ngạc nhiên khi nhìn thấy mình của gia hân diệu liền lên tiếng trước sao gặp lại mình hân ngạc nhiên đến thế sao hân bị nói trúng tim đen nhưng đứng trước mặt tuấn khang cô bắt buộc phải diễn nét người con gái yếu đuối mỏng manh và đáng thương diệu à sao cậu cũng tới đây vậy ừ, mình muốn đến xem xem cô gái đáng thương nào đã bị chồng mình lấy mất danh tiết trong cái đêm anh ấy say đến bất tỉnh ấy mà hân nghe cái giọng nói rất nhẹ nhưng đầy vẻ châm biếm của diệu mà thấy tức lắm nhưng cô phải cố nhịn sau này còn nhiều cơ hội để cô có thể tính nợ với diệu kìa diệu cậu đừng nói như vậy hân hân thật sự không biết người đàn ông tối đó là chồng của diệu vì đêm hôm tối tăm hân thật sự không rõ hân cứ tưởng đấy là bạn của tài mà hôm đó Hân cũng có chuyện buồn Nên Hân đúng là ngu ngốc quá đi Chỉ về một phút buồn phiền Mà đánh mất chính mình Hân vừa nói vừa khóc Trông rất đáng thương Cô ta khóc như thật Tới mức hai mắt sưng húp Tuấn Khang thấy vậy cũng rất khó xử Thôi cô đừng khóc mãi như thế Chúng tôi đã làm gì cô đâu Cứ như thế này Người ta lại tưởng hai vợ chồng tôi ăn hiếp cô đó Hân thật có lỗi với Diệu hân xin lỗi diệu rất nhiều nhưng diệu cũng biết nếu đàn bà con gái mà đánh mất danh tiết thì chỉ có nước nhảy sông cũng không rửa sạch được vết nhơ vậy nên hân cũng chỉ biết mượn nước con sông mẹ để quên đi cái sai lầm tai hại đó thôi nói rồi hân chạy ra phía bờ sông cũng may mà tuấn khang kịp thời nắm cô lại cô đừng có như vậy mà hôm nay chúng tôi tới đây là để nói với cô bố mẹ tôi đã cho phép tôi cưới cô về làm vợ vậy nên cô đừng nghĩ quẩn nữa như vậy không được đâu diệu diệu sẽ không đồng ý đâu nếu tôi không đồng ý thì hân có từ bỏ cái ý định về làm dâu nhà bá hộ không kìa diệu sao cậu lại nói thế mình không có ý như vậy mình thật sự là bị oan mà cậu tuấn khang ơi hôm đó em em thật sự không cố ý mà Diệu nhìn nét mặt giả tạo của Hân là biết tất cả chuyện này có lẽ không đơn giản như lời cậu Khang nói. Nhưng bây giờ Diệu không thể làm gì cô ta được. Cô không có bất cứ bằng chứng nào trong tay. Nếu có nói thêm cũng chỉ khiến cậu Khang cho rằng cô ích kỷ, hẹp hòi. Chuyện cũng đã đến nước này rồi, Hân cũng không cần phải đau buồn nữa đâu. Hân đã được như ý nguyện rồi đấy. Tháng sau, ông bà bá hộ sẽ chọn một ngày tốt rồi đem lễ xuống nhà hân hôm nay má hân không có nhà nên để hôm khác tôi xuống báo với mẹ hân sau cậu khang nghe vợ nói rồi chỉ phụ họa thêm một câu đúng rồi đấy hôm sau diệu hoặc tôi sẽ xuống báo với má hân sau giờ cũng đã muộn rồi chúng tôi về đây gương mặt khóc lóc ủ rũ của hân bỗng chốc biến thành một gương mặt khi tuấn khang và diệu vừa quay người rời bước đi kế hoạch của cô đã hoàn thành sau một bước. Đó là làm dâu nhà bá hộ. Cho dù là vợ lẽ cũng không sao. Rồi dần dần cô sẽ thay thế Diệu và trở thành mợ cả của cậu Tuấn Khang, con nhà bá hộ. Giàu có và danh giá nhất cái vùng sông nước này. Hân nhách môi nở một nụ cười đầy gian ác và xảo quệt. Gần một tháng sau ngày mai là ngày đẹp trời Diệu sẽ cùng cậu Tuấn Khang đi xuống nhà gia Hân để xước dâu còn ông xuân bà xuân bận việc nên không xuống dưới đó được mà trắng ra là ông bà không muốn đi rước dâu bởi một đứa con gái tâm cơ dám leo lên giường cậu khang rồi đòi cậu cưới cho bằng được thì cũng là loại chẳng ra gì nên ông bà chẳng quan tâm lễ rước cũng rất đơn giản trong nhà cũng không trang hoàng gì nhiều cỗ bàn khách khứa cũng không Ngày hôm sau, khi đám rước dâu nhà trai xuống tới nơi, bà Lan và họ hàng rất ngạc nhiên khi thấy đám rước dâu chỉ có mấy người, đi đầu là Diệu cũng chính là mợ cả, còn cậu Tuấn Khang, ông bà bá hộ cũng không thấy đâu. Dạ thưa, hôm nay ba má con xin phép con xuống đây để rước em Hân về làm vợ cậu Tuấn Khang ạ. À? Hôm nay cậu Tuấn Khang có việc đột xuất nên không thể xuống đây đón em Hân. Còn ba má chồng con thì lại đang ốm không đi được mong má và em hân cũng đừng thấy vậy mà buồn bà lan nghe diệu nói mà trong lòng không khỏi uất ức buồn thay cho con gái ngay ngày rước dâu nhà người ta đã chẳng xem cô ra gì rồi cuộc sống sau này ở nhà bá hộ không biết rồi cô sẽ sống ra sao diệu bước đến bên cạnh gia hân lấy chiếc vòng vàng treo lên cổ cho cô bạn thân vậy là từ sau ngày hôm nay chúng ta chính thức chung một chồng đấy diệu có thấy vui không chứ hân là hân vui lắm đó nha hy vọng sau này tình bạn của chúng ta sẽ càng trở nên thân thiết hơn khi không có tuấn khang bên cạnh gia hân liền giở ngay cái kiểu ăn nói móc mịa ra ngay ngay từ giây phút biết hân là người mà cậu khang sẽ cưới về làm vợ là tình bạn giữa chúng ta đã chẳng còn gì rồi sau này phận ai người đó sống được thôi dù sao hân cũng đã được gả cho cậu khang rồi thì còn gì đâu mà sợ chứ diệu rước ra hân về nhà thì đưa cô vào phòng luôn cô ngồi đây đợi đi lát nữa tới giờ lành sẽ có người gọi cô ra để thắp hương gia tiên cùng với cậu khang sao lại thế này chứ rõ ràng hôm nay là ngày cưới tôi về đây vậy mà cả ông bà bá hộ đến cậu khang đều không ở nhà là sao chuyện đó tôi không biết Lát nữa cô có thể hỏi trực tiếp ba má chồng hoặc cậu Khang đấy." Gia Hân hậm hực ngồi chờ trong phòng, cô cứ ngồi như vậy, ngồi đến tê cả chân mà vẫn chưa thấy ai gọi. Đến lúc cô vừa đói vừa mỏi, sắp không chịu nổi mới có người đến mở cửa dìu cô ra ngoài. Sau khi ra ngoài, cô được đưa lên nhà chính, nơi có ban thờ gia tiên. Cả nhà bao gồm ông bà bá hộ, cậu Khang và Diệu đều đang ở đấy. Gia Hân và cậu Tuấn Khang cúi đầu làm lễ trước bàn thờ Gia Tiên. Sau đó cũng ngồi xuống nghe ba má chồng dặn dò. Nay con Hân đã về đây rồi thì hãy cùng với con Diệu là chị cả lo quán xuyến mọi việc trong nhà phụ với má. Hai đứa tự bảo ban nhau mà sống, sao cho êm nhà êm cửa, đừng để ba má phải phiền lòng là không có hay đâu nghe. Dạ vâng thưa má. Diệu nhẹ nhàng đáp lời bà Xuân. Thôi cũng muộn rồi Ăn cơm đi rồi còn nghỉ ngơi nữa Ngày hôm nay ai nấy đều vất vả rồi Sau bữa cơm tối Hân về phòng của mình nghỉ ngơi Còn rượu cô vẫn lúi cúi dọn dẹp bát đũa Cùng với cái tí cho xong Rồi mới về phòng của mình Mà thật ra là hôm nay Cô chỉ muốn kiếm việc để làm Chứ không có ý định về phòng nghỉ ngơi Bởi đêm nay chỉ có mình cô trong căn phòng cô đơn Cậu Khang tối nay sẽ ở phòng của Gia Hân cứ nghĩ đến cảnh người mình yêu nằm trên giường với người phụ nữ khác, trái tim Diệu lại như có ngàn mũi kim châm, nhức nhối và khó chịu. Trên phòng cưới của Gia Hân, cô đã tắm rửa xong, cũng đã khoác lên mình bộ đồ ngủ mỏng manh hút mắt. Cô muốn đêm nay cô sẽ dành cho cậu Khang một đêm thật đáng nhớ. Nhưng cô đợi mãi vẫn không thấy cậu Khang đâu. Cô không biết cậu làm gì mà giờ này vẫn chưa về phòng ngủ. Hân không muốn đợi nữa cô mở cửa ra ngoài đi tìm chồng. Nhưng cô biết tìm anh nơi đâu đây? Hôm nay là ngày đầu tiên cô về làm dâu trong nhà nên vẫn chưa rõ đường đi lối lại trong nhà. Bỗng cô nhìn thấy con tí. Này, con kia qua đây. Con tí nghe có tiếng ai đó gọi mình, nhưng ngoài mợ hai mới về thì không thấy ai nữa cả. Nó đành phải hỏi lại. Dạ, mợ hai gọi con sao ạ? Chưa sao nữa, lại đây ta bảo. Dạ, Mợ bảo gì con ạ? À? Phòng mợ cả ở đâu? Con tí không thích việc cậu Khang lấy thêm mợ hai, vì như vậy thì mợ cả của nó sẽ chịu thiệt thòi và ấm ức lắm. Giờ mợ hai lại hỏi phòng mợ cả ở đâu, đương nhiên là nó chẳng muốn nói rồi, nó ấp úng. Nhưng mợ ơi, giờ này mợ cả chắc đang ngủ rồi, mợ đừng phiền mợ ấy thì hơn. Ta hỏi mày, phòng mợ ấy ở đâu? Chứ tao đã nói tao làm gì đâu, mà mày nói lắm thế, đi đưa tao đến phòng mợ cả. Nhưng mày có đi không? Gia Hân nắm lấy tay con tí sách lên khiến nó đau lắm nhưng lại không dám la. Đau con lắm mợ ơi, mợ bỏ ra đi mợ. Thế có đi không? Dạ con đi, con đi ạ. À? Con tí đưa Gia Hân đến trước cửa phòng rượu. Hết việc của mày rồi, biến đi. Con tí đành ngậm ngùi đi xuống bếp. Nó không biết mợ hai định làm gì nó chỉ thấy lo và thương cho mợ cả của nó thôi. Mợ rượu vừa tốt bụng, hiền lành, lại thương tụi người làm như cô, nên cô quý mợ lắm. Gia Hân đứng ngoài cửa phòng ghé tai nghe xem có tiếng cậu khang trong đó không. Nhưng nghe mãi vẫn không thấy gì, đèn cũng đã tắt từ lâu. Mặc dù rất tức, nhưng cô cũng không thể làm gì được. Đành quay về phòng. Hân nắm chặt đôi bàn tay, cô thể nhất định sẽ có ngày cô tống cổ được rượu ra khỏi cái nhà này. Trong phòng, cậu Khang đang ngồi bên cạnh Diệu, đôi bàn tay cậu nắm lấy tay cô. Sao em lại phải làm mấy cái chuyện đó? Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi cơ mà, những chuyện đó hãy để bọn con tí nó làm. Dạ em biết rồi cậu, mà hôm nay là ngày đầu mợ Hai về, theo lý mà nói, cậu phải qua phòng mợ ấy đấy. Em thật sự muốn anh qua đó sao? Lúc này, những giọt nước mắt mà cả ngày cô cố giấu vào trong đã không thể giấu nổi nữa, cứ thế lăn dài trên đôi má xinh đẹp của cô, Diệu vừa khóc vừa nói: "Em là chị cả, phải sống sao cho đúng, nếu không sau này người trong nhà sẽ chê cười mất, rồi còn ba má nữa." Cậu Khang nghe cô nói mà lòng buồn càng thêm buồn, cả ngày hôm nay cô cứ tránh mặt cậu, chẳng nhìn cậu, chẳng nói với cậu một câu nào. Cậu biết cô buồn nhưng chẳng phải vì thế mà đêm tân hôn cậu đã qua đây với cô sao? Vậy mà cô còn nói những lời xáo rỗng kia với cậu. Nhưng nhìn đôi mắt đỏ hoe vì khóc của cô, cậu lại thấy xót xa vô cùng, không nhịn được mà ôm cô vào lòng, vỗ về an ủi cô. Thôi, đừng khóc nữa, anh biết em rất buồn, anh cũng biết anh đã sai, đã làm việc có lỗi với em. Từ nay, anh sẽ cố gắng bù đắp cho em nhiều hơn, nhưng xin em hãy tin anh được không trong lòng anh chỉ có mình em thôi vậy nên xin em đừng hờ hững đừng đẩy anh đến với người ta anh chỉ muốn được ở bên em thôi em có hiểu không diệu ngước đôi mắt ngấn lệ lên nhìn cậu và đêm nay cậu đừng đi nữa em muốn chỉ cần là cô nói cậu đừng đi nữa thôi là đủ rồi Tuấn Khang đặt lên môi vợ một nụ hôn ngọt ngào. Cảm xúc yêu thương giận hờn tích tụ bấy lâu nay của cả hai trong phút chốc bụng cháy dữ dội. Họ lại có một đêm say mê triển miên bên nhau. Sáng sớm ngày hôm sau, khi Hân vẫn đang say giấc nồng thì bên ngoài đã có tiếng đập cửa rầm rầm. Còn Hân đâu? Giờ này mà vẫn còn đang ngủ à? Trời ơi! Dấu với con gì thế này? hân nghe tiếng mẹ chồng đang giéo rắt bên ngoài liền vội vàng dậy mặc quần áo rồi bước ra ngoài dạ má con đây ạ à? nhanh lên xuống bếp phụ với con rượu đi dạ vâng má bà xuân quay người bước đi vừa đi bà vừa lẩm bẩm đúng là cái thể loại đã nghèo hèn rồi lại còn lười biếng cái thằng khang nhà này nó bị làm sao thế không biết bao nhiêu đứa con gái đẹp người đẹp nết con nhà quyền quý không chịu lấy lại đi rước về cái thứ của nợ kia về. Thật là, nó muốn má nó tức chết mà. Hân xuống bếp thì thấy Diệu và con tí đang dọn dẹp, chuẩn bị đồ ăn sáng. Nhìn thấy Diệu, cơn lửa giận trong lòng Hân lại sụp sôi. Cô tìm cách phá Diệu. Thấy Diệu đang bê chậu nước, Hân liền đến đưa chân ra ngáng đường, khiến chậu nước trên tay Diệu đổ ập xuống sàn nhà. Rồi sau đó cả người Diệu cũng ngã xuống sàn nhà bếp vốn dĩ đã không được sạch sẽ, bây giờ có thêm chút nước nữa lại càng bẩn hơn. Con tí thấy mợ nó ngã, liền chạy đến đỡ rượu ngồi dậy. Mợ không sao chứ? Ta không sao đâu. Con tí lử mắt nhìn hân, nó dám cả gan dám hỏi ngược lại cô ta. Mợ hai, mợ làm gì vậy? Hân vênh kim mặt lên chẳng chút sợ hãi, chỉ tay thẳng mặt con tí mà quát. Ta làm gì cũng không đến lượt mày quắc mắt lên với tao như thế phận còn ở mà ta tưởng mày là chủ không á? Cho dù tôi có là gì thì chỉ cần động vào mợ cả của tôi, tôi cũng không để yên đâu. À, con này láo, mày lại còn dám soạn cả tao nữa cơ đấy. Sa Hân định đến cho con tí một cái tát, nhưng cánh tay vừa dơ lên đã bị rượu nắm lấy. Thôi, Hân tính làm loạn ở đây vậy hả? Bọn mày làm cái gì dưới này mà loạn hết lên thế này? Tiếng bà Xuân vang vọng từ ngoài sân vào tới trong nhà bếp. Mới sáng ngày ra đã loạn hết lên rồi. Có muốn tao tống cổ đi hết không hả? Dạ, con xin lỗi má, con dọn dẹp ngay đây ạ. À? Dọn ngay đi. Có cơm chưa? Tụi bay định để hai ông bà già này chết đói đấy à? Dạ, má cứ lên nhà trước đi ạ, à? rồi con cho con tí mang lên sau ạ. À? Nhanh nhanh cái tay lên. Mặc dù cả người dính nước nhưng rượu vẫn cố làm cho xong bữa sáng. Rồi sai con tí bê lên cho ba má chồng ăn trước, còn cô cùng với Hân và con tí ăn sau. Sáng nay cậu Khang có việc phải đi sớm nên không ở nhà ăn sáng. Mấy hôm nay, chẳng biết là vì thời tiết thay đổi hay gì mà Diệu thấy trong người rất mệt mỏi, ăn uống chẳng thấy ngon miệng. Buổi tối đi làm về nhưng không thấy vợ đâu, Tuấn Khang liền đi thẳng về phòng. Vừa mở cửa phòng ra liền thấy cái lưng nhỏ xíu của Diệu đang nằm quay lưng về phía cửa. Diệu à, em sao thế? Diệu nghe tiếng mở cửa thì đã ngồi dậy. Em không sao, em chỉ hơi mệt chút thôi. Tuấn Kha ngồi xuống bên giường, đưa tay lên sở chán mở. Không phải sốt, vậy thì bị làm sao nhỉ? Để sáng mai anh kêu thầy thuốc qua khám cho em xem sao nha. Dạ, cậu về đã ăn uống gì chưa? Anh về không thấy em đâu nên đi thẳng vào đây xem sao. Chưa ăn uống gì hết. Vậy cậu đi tắm rửa rồi đi ăn cơm đi. Hay anh bảo con tí đưa cơm vào đây, hai vợ chồng mình cùng ăn nhé. Dạ vậy cũng được ạ. À. Con tí thấy cậu Khang xuống bếp, nó liền nhanh miệng chào. Dạ cậu, cậu cần gì để con làm cho cậu? Mày soạn cho cậu một mâm cơm rồi bếp vào phòng mợ cả cho cậu. Dạ, mà cậu ơi, dạo này mợ cả bị sao á, chẳng ăn uống được gì, người thì cứ xanh xao nhợt nhạt, con lo mợ bị bệnh gì đó rồi. Hay cậu kêu thầy thuốc khám cho mợ đi cậu Tao biết rồi Mày ở nhà nhớ chăm mợ cho tốt nghe chưa Dạ con vẫn chăm lo cho mợ đó chứ Chỉ có điều dạo này mợ buồn phiền vì cậu nhiều thôi Tuấn Khang nghe con tí nói vậy Trong lòng có chút áy náy với Diệu Cậu biết điều đó Nhưng cậu cũng không thể ở nhà với Diệu cả ngày được Cậu phải đi làm Cơ người sản nghiệp này sau này sẽ là của cậu Nên cậu phải cố gắng học hỏi để làm cho tốt. Hơn nữa, nếu cứ ở nhà quanh quẩn bên rượu, chỉ khiến má càng thêm không ưa cô mà thôi. Tuấn Khang bê mâm cơm vào phòng, rượu nhìn thấy đồ ăn thì thèm lắm, nhưng vừa cho vào miệng một miếng đã thấy khó chịu và không muốn ăn nữa. Em sao thế? Đồ ăn không ngon à? Dạ không, chỉ là em thấy rất khó chịu nên không muốn ăn nữa thôi. Thế để anh bảo con tí nấu cho em bát cháo trắng, cho dễ nuốt nhé. Nhìn vợ như vậy, Tuấn Khang không khỏi lo lắng. Cậu đi cả ngày không ở nhà nên cũng không biết tình hình cụ thể của cô ra sao. Ngày mai cậu nhất định phải ở nhà để xem cô bị làm sao. Mới sáng sớm, con Tí đã theo lệnh cậu Khang đi kêu thầy thuốc về khám cho mẹ cả. Con Sương là người hầu thân cận của bà cả, cái tin cậu Khang cho người đi kêu thầy về khám cho mẹ liền được nó báo ngay cho bà chủ có đúng là như vậy không? Dạ đúng thưa bà, chính tài con nghe, con tí nó nói là mấy hôm nay mợ cả ăn uống kém, lại kêu mệt mỏi trong người nên cậu Khang mới bảo nó đi kêu thầy về khám cho mợ đó bà. Ôi dào, dạ, nó thì có bệnh gì được cơ chứ, còn nhà nông dân mà cứ làm như lá ngọc cành vàng không á. Hay mình xuống đó xem thầy nói mợ bị gì đi bà. Bà Xuân xuống vừa hay thầy vừa khám cho rượu xong, bà mượn cớ tiễn thầy về, để dò la xem bệnh tình của Diệu ra sao. Thầy ơi, con dâu tôi bị làm sao vậy ạ? À? Dạ thưa bà, cô Diệu đã có thai. Cái thai đã hơn một tháng, nhưng cơ thể cô ấy quá yếu, cần phải bồi bổ và nghỉ ngơi nhiều. Bà Xuân nghe thầy thuốc nói con dâu bà đã có thai thì vô cùng vui mừng. Ôi, có thật không hả thầy? Con dâu tôi đúng là có thai rồi phải không thầy? Dạ vâng thưa bà. Cô nhà đã có thai và cái thai đã được hơn một tháng. Bây giờ cũng không còn việc gì nữa. Tôi xin phép bà ra về thưa bà. Dạ vâng, cảm ơn thầy nhiều. Con Sương, đi lấy tiền gửi thầy. Tiễn thầy ra cổng nhanh đi con. Dạ vâng thưa bà. Con Sương đi làm theo lời dặn của bà chủ. Còn bà Xuân, bà phải vào xem con dâu đang mang thai cháu của bà ra sao. Thấy má chồng bước vào, diệu tính ngồi dậy. Nhưng bà đã cản lại. Thôi, nằm đó đi, không cần dậy. Dạ, má. Này có thai rồi thì chú ý ăn uống nghỉ ngơi cho khỏe. Cho cháu tôi nó còn được nhờ. Trong lời nói của bà Xuân không còn thái độ gay gắt và chán ghét đối với Diệu nữa. Nhưng cũng chẳng có chút thân thiện với cô cả. Từ nay mấy việc nặng nhọc cũng để bọn con xương con tí nó làm cho. Cả con Hân nữa. Để đó bọn nó làm. Còn cô cứ nghỉ ngơi đi dạ con cảm ơn má nhiều tôi cũng chỉ lo cho cháu nội của tôi thôi thấy má có vẻ lo lắng và quan tâm tới rượu như vậy tuấn khang cũng thấy yên tâm phần nào còn con tuấn khang hôm nay định không đi làm hay sao ở nhà đã có má lo rồi lát ăn cơm xong thì đi đi con mà không ra không có ai trông coi bọn người làm nó làm nhộn nhạo hết lên cho coi dạ thưa má con đi luôn đây má cậu nhìn mợ Ánh mắt vừa thương vừa lo lắng. diệu hiểu được điều mà Tuấn Khang đang nghĩ. Cô liền nói để cậu yên tâm đi làm. Cậu cứ đi đi. Em ở nhà đã có mọi người rồi. Không sao đâu. Cậu đi sớm về sớm ạ. À? Ừ, vậy anh đi nha. Sau khi Tuấn Khang đi thì bà Xuân dặn dò cô thêm một vài câu rồi cũng đi ra. Nghỉ đi, má lên nhà đây. Bà Xuân bước ra khỏi cửa nhưng lại không đi thẳng lên nhà mà đi xuống bếp. Bà tìm con Sương và con Tí căn dặn: "Nay mợ cả tụi bây có thai rồi, những việc nặng nhọc không để mợ làm nữa, đồ ăn thức uống cũng phải để ý. Con Tí lúc nãy ở bên cạnh mợ, nghe thầy dặn gì thì cứ vậy mà làm theo, sáng mà chăm sóc mợ cho tốt, biết chưa?" "Dạ vâng thưa bà." Sau đó, bà lại bảo con Sương đi gọi mợ Hân lên nhà gặp bà. "Dạ thưa má con đây ạ." Này con Diệu nó có thai rồi, tụi bay lo mà xuống bếp làm thay nó, không được để nó làm việc nặng nhọc nữa. Nó đang mang thai cháu nội của tao đó. Tụi bay dáng coi đó mà làm. Gia Hân nghe tin Diệu có thai mà tức muốn ói máu, nhưng vẫn cố nhịn xuống để đáp lời má chồng. "Dạ, vâng thưa má, con biết rồi ạ." Gia Hân trở về phòng, cô tức giận cầm cái ly uống nước trên bàn ném thẳng vào vách tường. Choang! cái ly vỡ tan nát trên nền nhà. Ngay lúc này cô hận không thể bóp chết rượu. Chính cô ta đã cướp mất trái tim mà người cô yêu thương nhất. Cô đã về làm dâu cái nhà này hơn 2 tháng. Vậy mà cậu Khang vẫn chưa từng một lần động vào người cô. Bây giờ ả tiện nhân kia còn có thai nữa. Nếu cô ta hạ sinh được đứa con trai cho nhà này, thì cô, cô sẽ chẳng có vị trí gì trong nhà này nữa hết. Tuyệt đối không thể để điều đó xảy ra. Cô phải tìm cách tống cổ Diệu ra khỏi nhà này trước khi cô ta sinh ra đứa bé này. Càng nghĩ, sắc mặt của Gia Hân càng trở nên khó coi hơn, độc ác hơn. Cô ta nghĩ đứa bé trong bụng của Diệu không nên xuất hiện và không được phép có mặt trên cuộc đời này, nếu không kế hoạch làm mợ cả của cô sẽ tan thành mây khói hết. Nghĩ vậy, Gia Hân liền nghĩ ra một kế hoạch tàn ác đối với mẹ con Diệu. Mấy ngày sau, khi rượu đang nằm nghỉ trong phòng thì con tí bước vào. Mợ ơi, có người gửi thư cho mợ ạ. À? Thư sao? Dạ đây mợ. Lạ nhỉ, ta có quen ai đâu mà lại có thư nhỉ? Má ta có chuyện gì thì cho người gọi ta về luôn, chứ thư từ làm gì cho mất công nhỉ? Mợ đọc thử xem là ai gửi đi mợ. Rượu mở bức thư ra đọc. Chiều nay hẹn gặp cô ở bụi tre ngoài cánh đồng, nơi có cây cầu mới xây xong tôi sẽ nói cho cô biết chuyện gia hân đã làm gì để gài bẫy cậu khang khiến cậu ấy buộc phải cưới cô ấy về làm vợ tôi sắp phải rời xa nơi đây nên tôi muốn nói cho cô biết con tí cũng ghé vào đọc thư của mợ cả của nó thôi mợ đừng tin mợ ơi con thấy không có ổn đâu mợ nhưng tôi muốn nghe xem chuyện là như thế nào nhưng con thấy sợ lắm hay thôi mình đừng đi mợ ạ diệu nửa muốn đi nửa không Cô muốn biết ra Hân đã làm gì để gài bẫy cậu Khang. Cô thật sự muốn để cậu Khang biết rõ bộ mặt thật của Hân. Vậy là chiều hôm đó, Diệu cùng với con tí theo lời hẹn ra bụi tre ở ngoài cánh đồng để gặp người kia. Hai người ra đứng đó một lát thì có một người đàn ông bước ra. Anh ta tự dưng ôm chầm lấy Diệu. Vừa ôm anh ta vừa nói. Diệu ơi, anh nhớ em quá. Hãy để anh ôm em một lát thôi. Diệu bị người đàn ông bất ngờ ôm lấy Cô cố vùng thoát khỏi hắn Này anh là ai Anh bỏ tôi ra Bỏ tôi ra ngay Con tí đứng bên cạnh mợ nó cũng hoảng hốt không kém Này ông kia Bỏ mợ tôi ra ngay Sao ông lại làm thế với mợ tôi hả Bỏ mợ ấy ra Tôi xin anh đấy Anh làm ơn buông tôi ra đi trong lúc ba người đứng ôm nhau giằng co thì bất ngờ cả bà Xuân và cả cậu Khang đều xuất hiện ở đấy. Bà Xuân lớn tiếng quát. Mấy người, mấy người đang làm cái trò gì thế hả? À? Lúc này Diệu quay đầu nhìn lại thì thấy tất cả mọi người đang đứng cách cô không xa, trong đó có cả cậu Khang. Cậu ơi, chuyện không phải như cậu nghĩ đâu, xin cậu hãy tin em. Cậu Khang thấy Tài ôm vợ mình thì tức lắm, không nghĩ ngợi gì, cậu liền lao tới đánh tới tấp vào mặt vào người hắn ta. Mọi người cố can ngăn cậu ra nhưng không được. Diệu nhìn thấy cậu phát tiết như vậy thì rất lo lắng cậu khang ơi dừng lại đi dừng lại đi cậu ơi em xin cậu đấy chết người mất cậu ơi đến lúc này cậu mới từ từ dừng lại tài dù bị đấm đến sưng mặt mày nhưng vẫn cố gắng quỳ xuống trước mặt bà xuân tôi xin bà xin bà hãy để cho tôi và diệu được đến bên nhau tôi thật sự rất yêu diệu nhưng chỉ vì cô ấy bị mẹ ép nên mới lấy cậu tuấn khang bây giờ cô ấy đã mang thai con của chúng tôi tôi xin bà hãy để chúng tôi rời khỏi đây bà xuân nghe những lời đó chẳng khác nào xét đánh ngang tai bà trợn mắt tay chỉ về phía rượu cái thai cái thai trong bụng cô là của hắn đúng thế đó là con của chúng tôi rượu vội vàng thanh minh trong nước mắt không phải anh đừng có ăn nói hàm hồ tôi không biết anh là ai thì tại sao lại có con với anh được chứ cô quay sang nhìn tuấn khang cầu cứu cậu khang ơi không cậu hãy nói gì đi cậu không tin em sao từ trước tới giờ em chỉ có mình cậu thôi cậu biết điều đó mà đúng không cậu tuấn khang nhìn diệu với vẻ mặt u buồn không nói nên lời nếu em không quen anh ta sao lại gặp anh ta ở đây em em diệu chưa kịp nói hết câu thì gia hân đã cướp lời như đổ thêm dầu vào lửa Diệu à, cậu và anh Tài đây, sao lại nói là không quen biết được cơ chứ? Hai người là người yêu của nhau suốt mấy năm, trước khi cậu về làm vợ cậu khoang cơ mà. Bây giờ lại nói không quen biết, như vậy có quá phũ phàng không hả Diệu? Những lời bịa đặt trắng trợn như thế mà Gia Hân cũng dám nói ra được, thì Diệu đã hiểu ra tất cả chuyện này là do cô ta giàn dựng. Và người đàn ông kia chắc chắn cũng là do cô ta sai khiến. Diệu biết bây giờ Cô có 10 cái miệng cũng không thể đấu lại được những con người này, những người mà chỉ chờ có cơ hội liền sẽ nhấn chìm cô, không cho cô có cơ hội ngóc đầu lên. Diệu bước đến trước mặt Tuấn Khang, với cô tất cả mọi người có thể không tin cô, nhưng chỉ cần cậu Khang tin cô là đủ. "Cậu, cậu có tin em không? Hay cậu cũng như bọn họ, đều tin rằng em và gã xấu xa kia có tư tình với nhau?" Tuấn Khang im lặng, không dám nhìn cô, cũng không nói với cô được một lời nào. Bức tường thành cuối cùng trong lòng cô cuối cùng cũng sụp đổ, nước mắt cũng đã không còn để rơi nữa. Vậy là người mà cô nghĩ sẽ tin tưởng cô sẽ đứng về phía cô, cũng không hề tin tưởng cô. Tất cả đi về nhà, nhanh lên, lôi cổ cả cái thằng kia về nữa cho tao. Tiếng bà Xuân ra lệnh cho mấy đứa gia đình trong nhà lôi gã kia đi về cùng. Tại sân nhà ông bà bá hộ, ông Xuân và bà Xuân ngồi trên hai cái ghế. Cậu Khang ra hân đứng bên cạnh, còn Diệu con tí và Tài đang quỷ giữa sân. Giờ thì nói đi, để tao xem tụi bay đã làm ra cái trò gì. Gã đàn ông lúc này có lẽ vì quá đau nên không còn mạnh miệng như lúc trước nữa. Hắn ta quỷ dưới sân, người siêu vẹo như muốn đổ sụp xuống bất cứ lúc nào. Còn Diệu, mày nói đi, đứa bé là con của ai? Diệu Thẳng Lưng nhìn má chồng rồi từ từ cất giọng. Nếu con nói con và hắn ta không có liên quan gì tới nhau thì má có tin không? Nếu con nói cái thai trong bụng của con là của cậu Khang thì má có tin không? Mày nói là việc của mày, tin hay không là việc của tao. Vậy thì bây giờ dù con có nói gì đi chăng nữa, má cũng đâu có tin con chứ. Trong đầu cô lúc này dường như đã buông xuôi, chẳng còn quan trọng đúng sai. Ai muốn nói gì thì nói, ai muốn nghĩ cô ra sao thì cứ cho là như vậy. Tất cả đều đã không còn quan trọng nữa. Con tí thấy mợ cả bị oan ức quá, nó thấy khó chịu vô cùng. Phận người làm như nó không có quyền được lên tiếng, nhưng hôm nay nó nhất định phải nói, nó phải nói để giải oan cho mợ cả của nó. Bà ơi, tất cả mọi chuyện không phải như vậy đâu bà. Mợ cả bị người ta hại đó bà ơi. Chứng cứ giành danh ra đó mà còn kêu là bị hại ư? Đúng là chủ nào tớ nấy. Gia Hân dở giọng đay nghiến con tí khi thấy nó bênh vực cho rượu, rồi cô lại quay sang nói với bà Xuân. Má ơi, chuyện đã đến nước này, con nghĩ má nên tống cổ chị ta ra khỏi nhà, kẻo làm ô uế thanh danh nhà ta má à? Cái tội gian xíu ngoại tình này á, là phải đánh chết mới hết tội. Nhưng nể tình cô ta đang mang thai, nên mình làm phước đi má, đuổi cô ta ra khỏi nhà là được bà xuân nghe ra hân nói vậy tự dưng lại thấy hợp ý bà ghê được vậy từ ngày hôm nay cô chính thức bị đuổi khỏi nhà này không còn là mợ cả nhà này nữa con tí khóc lóc van xin thay mợ nó bà ơi mợ đang mang thai mà bà ơi bà đừng đuổi mợ đi mà diệu đứng bật dậy cười, <cười> mà nghĩ con thích cái danh mợ cả nhà bá hộ này lắm sao còn đến đây chịu biết bao tuổi nhục khinh bỉ của má chỉ vì con yêu cậu khang muốn được ở bên cậu ấy nếu không vì yêu cậu ấy thì dù má có cho con bao nhiêu tiền còn cũng không cần cái danh mợ cả ấy đâu má ạ à. sau đó diệu quay qua nhìn thẳng mặt hân mà nói chuyện này ngày hôm nay tất cả là do cô bày ra tôi tin ông trời có mắt nhân quả rồi sẽ đến tìm cô sớm thôi còn người ta ấy làm bất cứ việc gì đều có trời xanh trên cao kia nhìn thấu hết. Cô cứ liệu đó mà sống. Cô liếc sang Tuấn Khang. Nãy giờ cậu vẫn im lặng, không nói một lời nào ra mặt bảo vệ cô. Cô cười, nụ cười chua chát nhìn cậu. Con xương đâu? Vào dọn đồ cho con rượu. Chỉ được lấy quần áo, không được lấy vàng bạc hay tư trang gì khác. Khỏi cần, tôi sẽ đi mà không mang theo bất cứ thứ gì hết. Con tí thấy vậy, liền đứng dậy tốm lấy tay cô mợ ơi đừng mà em có muốn đi theo ta không? tuy không dạo sang phố quý nhưng ta đảm bảo em sẽ được tự do, được sống theo ý muốn của bản thân, không phải khốn núm cúi đầu trước ai hết. con tí muốn lắm, muốn được đi theo mợ nó lắm chứ, nhưng không được, nó phải ở lại đây để tìm cách báo thù cho mợ của nó. nếu nó đi rồi thì không còn cách gì để báo thù cho mợ nữa. mợ ơi em xin lỗi mợ em phải ở lại đây ông bà có ơn kêu mang em nên em không thể đi được được ta không ép em tất cả đều để em tự lựa chọn nhìn bóng nhỏ xíu của diệu bước ra khỏi nhà mà lòng cậu khang đau như cắt cậu không tin tất cả mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay nhưng cậu lại không có đủ chứng cớ để phản bác lại và điều quan trọng nhất là diệu đang mang thai đứa con của cậu cậu sợ rằng nếu còn để cô ở đây chỉ e cả hai mẹ con cô đều sẽ không được an toàn. Gia Hân, cô ta đã dám làm ra chuyện này để đuổi Diệu ra khỏi nhà thì chuyện hại đứa bé trong bụng cô ấy cũng có thể xảy ra lắm chứ. Tạm thời, cậu chưa nghĩ ra cách gì tốt nhất để bảo vệ được hai mẹ con cô an toàn, ngoài cách này, để cô về bên nhà ngoại một thời gian, sau khi sinh đứa bé an toàn rồi, cậu sẽ tìm cách để đón hai mẹ con cô về đây còn gia hân cậu thật không ngờ lòng dạ cô ta lại độc ác đến vậy nhưng cậu tuyệt đối sẽ không để cô ta đạt được mục đích tài sau khi bị bà xuân cho người đánh một trận thừa sống thiếu chết xong thì vứt ra ngoài đường cậu khang vì muốn điều tra chân tướng sự việc nên đã cho người âm thầm mang anh ta đi chữa trị sau này cũng chính anh ta là người đã nói hết cho tuấn khang biết những việc xấu xa mà gia hân đã làm và sau đó cùng với cậu Khang vạch trần bộ mặt xấu xa của cô ta, rửa oan cho Diệu. Sau khi đuổi được Diệu ra khỏi nhà, Gia Hân mừng muốn hét lên cho cả thế giới biết. Cuối cùng thì cô ta cũng trở thành mợ cả nhà ông bá hộ giàu có, danh tiếng nhất vùng. Cuối cùng thì cậu Khang cũng là của một mình cô. Nhưng cô thật không ngờ, cho dù có cô có dùng trăm phương ngàn kế thì cũng không thể dụ dỗ được cậu Khang lên giường cùng cô. Nếu cứ như vậy thì cái danh mở cả của cô cũng chỉ như đám sương mai buổi sáng, mong manh và dễ tan biến. Dường như từ lúc Diệu rời khỏi nhà này, cậu Khang ngày càng xa cách cô hơn. Cậu chưa từng một lần chủ động bước vào căn phòng của cô, chưa từng bắt chuyện hỏi han cô. Cậu cứ đi sớm về khuya suốt ngày, đến thế mặt cậu còn khó, chứ đừng nói đến chuyện cô lừa được cậu lên giường với cô gia hân rất bực bội vì chuyện đó nhưng lại chẳng thể làm gì được bỗng có một ngày mọi người trong nhà đều đi vắng hết chỉ còn mỗi con tí ở dưới bếp đến gần trưa tài lô lô xuất hiện trong phòng của hân hân đang ngồi nghĩ xem tối nay cô có nên chủ động sang tìm cậu khang nữa không thì thấy tài đẩy cửa bước vào anh anh sao anh lại xuất hiện ở đây anh đi ra đi Gia Hân đứng dậy đuổi anh ta đi ra, nhưng sức cô không thể chống lại được sức lực của một người đàn ông, quanh năm làm nghề bốc vác như tài. Cô đã khiến tôi bị một trận đòn suýt chết. Cô không thấy có chút áy náy nào với tôi sao? Cô đúng là loại đàn bà độc ác nhất mà tôi từng gặp. Anh nói vớ vẩn gì đấy? Gia Hân đi ra ngó nghiêng xem có ai không rồi vội vàng đóng kín cửa lại. Hôm nay anh muốn gì? Nói đi. Được. Nếu cô đã thẳng thắn như vậy Thì chúng ta nói cho hết đi Vụ cô sai tôi vu oan cho cô Diệu Khiến cô ấy bị đuổi ra khỏi nhà Còn tôi thì bị đánh đến suýt chết Cô tính sao Anh muốn bao nhiêu Nói nhanh Bây giờ được làm mợ cả có khác Mạnh miệng nhỉ Tôi muốn 5 cây vàng 5 cây vàng Ăn cướp à Tôi đào đâu ra từng đấy Cô là mợ cả nhà bá hộ giàu có nhất lục tỉnh Vậy mà không có nổi năm cây vàng. Tin hay không thì tùy anh, nhưng tôi không có. Vậy để tôi đi báo tin này cho bà Xuân nhé." Gia Hân cuống cuồng ngăn anh ta lại. "Thôi được, nhưng anh phải cho tôi thời gian chứ, ngay bây giờ tôi không có đâu." Khi Gia Hân vừa nói xong câu đó thì Tuấn Khang đẩy cửa bước vào, đi theo sau cậu có ông Xuân, bà Xuân, con Tí, con Sương. Ông Xuân mọi lần không có ý kiến gì về mọi chuyện trong nhà. Nhưng lần này, ông cũng nghe cậu Khang thuyết phục mãi mới theo cậu Khang đến đây. Cậu muốn cả ba và má thấy được bộ mặt thật của Gia Hân, thấy được Diệu đã bị oan ra sao, để sau này khi cậu đón cô trở lại sẽ nhận được cái nhìn thiện cảm từ ông bà dành cho cô. Ông Xuân lớn tiếng quát, "Từ bao giờ trong cái nhà này lại có loại con dâu như thế này hả? Cậu kết với người ngoài làm loạn trong nhà." Nếu chuyện này chúng tôi không biết Thì cô sẽ còn gây ra chuyện gì cho các nhà này nữa Sa Hân lúc này mặt mày tái xanh Tay chân run rẩy, Không nói nổi một câu nào Đứng chết chân ngay giữa phòng Bà liệu đó mà làm Đứa tốt thì đuổi đi Đứa xấu thì để lại Máy mà ông trời còn thương Nên cháu bà mới không bị nó hại chết Bà đúng là hồ đồ hết sức mà Nói xong ông phất tay áo Bước ra khỏi phòng đi lên nhà trên bà xuân lúc này vẫn chưa hết bàng hoàng đúng là bà quá hồ đồ rồi tụi bây đâu đứa con hân trả về nhà cho mẹ nó cho tao nói rõ với nhà nó rằng con hân tính tình độc ác bày mưu tính kế hại chị em trong nhà nhà này trả con cho nhà ngoại không nhận nổi thứ con dâu này nữa nếu mọi người trong làng biết chuyện thì cô làm gì còn mặt mũi mà sống nữa cơ chứ hân không đứng vững khi nghe bà xuân tuyên bố vậy là hết thật rồi hết thật rồi. Đổi cô cũng coi như chấm dứt tự đây. Hân níu lấy chân Tuấn Khang cậu xin. Cậu Khang, em xin cậu dụ lòng thương. Đừng đuổi em đi, có được không cậu? Hôm nay chúng ta hãy nói hết mọi chuyện đi. Chuyện đầu tiên, đó là cái đêm tôi ngủ say, ngủ lại ở nhà tài. Tôi đã chẳng thể động vào một sợi tóc của cô. Chứ đừng nói đến việc gì khác. Việc thứ hai là việc cô vụ oan cho rượu với tài. Việc thứ ba là việc rất nhiều lần cô đã bỏ xuân dược và đồ ăn của tôi. Nhưng rất tiếc, cho dù cô có làm thế thì tôi vẫn không thèm động vào cô. Tại sao? Tại sao cậu lại đối xử với em như vậy? Cũng chỉ vì em quá yêu cậu, em muốn được ở bên cậu, muốn có được cậu. Vậy thì có gì là sai chứ? Tuấn Khang nhếch môi nở một nụ cười châm biếm. Người như cô mãi mãi không thể hiểu được thế nào là yêu. Tuấn Khang bước ra ngoài, bỏ lại Gia Hân với bộ dạng nhếch nhác đang quỳ dưới sàn nhà. Ngay ngày hôm đó, Gia Hân bị đuổi ra khỏi nhà bá hộ. Ngay ngày hôm sau, ông bà Xuân cùng cậu Tuấn Khang và cả con tí nữa cùng nhau xuống nhà mẹ con Diệu. Vừa xuống đến nơi, bà Xuân đã nhìn thấy Diệu đang bế một đứa bé, tiến lại gần cô hơn, bà Xuân mừng vui khôn xiết khi thấy đứa bé trong tay Diệu y chang như dáng vẻ của Tuấn Khang ngày nào cho má bé một chút được không con? Diệu đưa đứa bé cho bà Xuân bế. Ba má, mọi người sao lại? Cô nhìn Tuấn Khang thấy cậu nở một nụ cười rất tươi nhìn cô, lại nhìn qua con tí, thấy đôi mắt và nụ cười hạnh phúc của nó, Diệu phần nào có thể đoán được rằng hôm nay sẽ là một ngày vui. Bà tám mời ông bà xui vào trong nhà ngồi. Mời ông bà uống nước. Hôm nay không biết có chuyện gì mà ông bà xuống tận đây vậy ạ? À? Hôm nay chúng tôi xuống đây trước hết là để nói lời xin lỗi bà và cũng như cái rượu. Là chúng tôi đã lú lẫn để cái rượu bị oan ức. Thành thật xin lỗi bà và mong bà cho phép chúng tôi được đón hai mẹ con nó về nhà. Để vợ chồng con cái chúng được đoàn tụ xung vầy. Bà Tám nhìn con gái rồi quay qua nói với ông bà xui nếu hiểu lầm đã được hóa giải vậy thì tôi cũng được nhẹ lòng còn chuyện đón mẹ con cái rượu về trên đó thì phải hỏi ý kiến nó chứ tôi không quyết định thay nó được bà xuân nắm lấy tay rượu giọng nhẹ nhàng ân cần má xin lỗi là má đã sai con hãy tha thứ cho má nha con rượu nhìn bà xuân nhìn tất cả mọi người ánh mắt mọi người đều đang chờ đợi cô cô biết rằng mọi sóng gió qua đi và bây giờ đã đến lúc cô nên mạnh dạn cho cô và Tuấn Khang một cơ hội để được làm lại từ đầu. Cô gật đầu đồng ý, theo ba má chồng và cậu Khang quay trở lại căn nhà mà cô đã từng gắn bó. Trên con đường trở về, Diệu mang theo trong lòng không chỉ là niềm vui đoàn tụ mà còn là hy vọng về một cuộc sống mới tràn đầy hạnh phúc và bình yên. Tình yêu của Tuấn Khang dành cho cô ngày càng sâu đậm, và bà Xuân, người từng phản đối cô, giờ đây đã mở lòng đón nhận con dâu với tình cảm chân thành. Trong sân nhà, bà Xuân và cả ông Xuân nữa đang ngồi bên cạnh chiếc nôi, nhìn vào đứa cháu trai. Ông thấy nó có giống Tuấn Khang lúc nhỏ không? Giống quá đi ấy chứ. Ừ, tôi cũng thấy vậy đó. Tôi đúng là hồ đồ ngu ngốc, suýt chút nữa thì từ nay bà sẽ yêu thương cu mầm thật nhiều thật nhiều nhé bà sẽ không để ai bắt nạt cu mầm của bà nữa mẹ cu mầm cũng giỏi đấy bà không thấy à tôi biết rồi ông không phải nhắc khéo tôi đâu diệu vừa bước xuống bếp định chuẩn bị nấu cơm thì con sương và con tý cùng đồng thanh mở để đấy cho em hôm nay hai đứa sao vậy con tý nhanh miệng nói dạ bà nói từ nay không được để mợ làm mấy cái việc này nữa giờ mợ bận trong cu mầm rồi với lại phải để mợ được nghỉ ngơi mấy việc này mợ không phải làm nữa đâu ạ à. diệu mỉm cười hạnh phúc má chồng của cô đã thật sự thay đổi rồi diệu đứng dưới mái hiên nhìn ba má chồng đang vui vẻ cười đùa cùng cu mầm mà lòng cô dâng lên niềm hạnh phúc lâng lâng đến khó tả Vừa hay Tuấn Khang lúc này cũng đi đến bên cạnh cô. Em đang nhìn gì vậy? Tuấn Khang đưa mắt nhìn theo ánh nhìn của cô rồi nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Từ nay sẽ không còn ai chia cắt chúng ta nữa. Gia đình này sẽ mãi mãi là nơi bình yên và hạnh phúc nhất của chúng ta. Nắng chiều nhẹ nhẹ đổ xuống khoảng sân nhỏ, những ánh mắt chiều mến, những lời nói yêu thương vẫn cứ trầm ấm vang lên mang lại một cảm giác thật bình yên và ấm áp. Từ nay, dòng bão đã rời xa, chỉ còn lại tình yêu thương và hạnh phúc ngập tràn ở nơi đây. Câu chuyện ngày hôm nay của chúng tôi đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo trên kênh. Dưới bầu trời đêm đầy sao, thành phố tỏa sáng như một viên ngọc lấp lánh giữa bóng tối. Các tòa nhà cao tầng được đánh thức bởi những đèn lấp lánh, tạo ra những dải sáng lung linh trên bề mặt thành phố. Dưới ánh trăng lấp lánh, những tia sáng bạc chiếu xuống đất, tạo ra những bóng dáng mơ màng và lãng mạn. Tuyết và Tú nắm tay nhau đi trên con đường tấp nập như bao đôi tình nhân, đang cười đùa vui vẻ thì Tuyết bỗng khựng lại, nhìn ở một nơi xa xăm anh cũng đưa mắt nhìn theo ánh mắt cô đó là một quán bar đã bỏ hoang từ lâu trước đây nó từng là quán bar có tiếng trong thành phố này anh bỗng quay sang nhìn cô cười và nói nhìn cảnh lại nhớ người cũ à cô liếc xéo anh một cái có anh đâu mà nhớ mà sao lại bị bỏ hoang nhỉ anh nghe nói là công an truy quét nên bị bắt đóng quán bà chủ quán này bị đi tù thì phải nghe anh nói đến đây trong lòng cô lại dậy lên những nỗi thương tâm Vậy những cô gái trẻ ấy sẽ đi đâu về đâu? Ai sẽ chấp nhận những cô gái đó? Miền màn trong dòng suy nghĩ, cô lại cảm thấy mình quá đỗi may mắn. Đều xuất thân như nhau, sống cùng nhau một thời gian, nhưng cô lại gặp được anh. Anh là ánh sáng trong cuộc đời tăm tối của cô. Cuộc đời của cô sẽ ra sao nếu không gặp anh? Tuyết là một cô gái nông thôn nghèo, cô vừa tròn 18 tuổi. Cái tuổi đẹp nhất trong cuộc đời người con gái Cô mồ côi cha mẹ từ nhỏ, sống với bà ngoại ở dưới quê. Thường ngày cô phải vào rừng bẻ măng hay lặt những cành củi xuống chợ bán để kiếm ít tiền nuôi bà ngoại. Bà ngoại cô đã hơn 80 tuổi rồi. Rồi một hôm, bạn thân cô từ tỉnh về, trên người cô ấy toàn mang những đồ đắt tiền. Cô ta đưa cho cô một tờ 200.000 và nói: "Cầm lấy đi mua ít thịt cho bà ăn đi." Cô ngạc nhiên khi bạn thân lấy đâu ra mà nhiều tiền vậy? cô liền hỏi mày lấy đâu ra nhiều tiền vậy tao đi làm trên thành phố kiếm được đấy mày có muốn kiếm tiền về nuôi bà không tao muốn chứ vậy đi với tao tao có công việc này kiếm được nhiều tiền lắm và rồi cô tạm biệt bà ngoại theo con nhỏ bạn đi lên thành phố nhưng cô nào ngờ từ ngày đó cô bước vào cuộc sống bất hạnh lên đến thành phố cô bạn dẫn tuyết vào một cái phòng và nói mày ngồi đây chờ Tao đi gọi bà chủ, đừng đi lung tung nghe chưa. Tuyết vẫn ngồi ngoan ngoãn chờ bạn mình đến, nhưng chờ mãi, chờ mãi, cô bạn đó không quay trở lại, mà thay vào đó là ba đến bốn tên đàn ông đến trói tay cô đi. Bấy giờ, cô mới biết mình đã bị bán vào nhà chứa. Cô khóc lóc vùng vẫy, cô cầu xin, nhưng càng vùng vẫy, cô lại bị ăn những trận đòn như tử, và rồi cô phải thỏa hiệp với số phận. Cô bị ném vào một căn phòng, trong đó có rất nhiều cô gái ăn mặc gợi cảm có một cô gái từ từ bước đến cô trên tay cô gái đó còn cầm một điếu thuốc cô ấy giết một hơi thuốc rồi phả vào mặt cô mùi thuốc xông thẳng lên mũi làm cô ho sặc sụa cô ta cười cũng ngoan cố đấy nhỉ bị mấy trận đòn rồi mới chịu chấp nhận cơ đấy một cô gái khác thấy vậy đi lại nói diễm mày có thôi đi không diễm là cô gái có tiếng trong quán ba này À ta được mệnh danh là cô gái nóng bỏng quyến rũ nhất không ai qua tay diễm mà không phải mải mê cô ta cả cô ta được mấy ông nhà giàu thi nhau bao nuôi diễm lướt nhìn rồi bỏ ra ngoài bây giờ cô gái mới lại đỡ tuyết lên đưa cho cô một cốc nước và nói đừng chấp nó em ạ à. nó được quản lý yêu chiều nên hay ra vẻ thế đó em không sao chứ uống được ngụm nước tuyết ngờ ngác nhìn xung quanh liền hỏi đây là đâu vậy ạ à? chị là ai đây là phòng chờ của nhà chứa chị tên mai rồi tuyết ôm mặt khóc mai vỗ vai an ủi em đừng khóc nữa có khóc hết nước mắt họ cũng không thả em đi đâu em 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 ngồi đây khóc thì ngoài kia những cô gái như em đã kiếm được bội tiền rồi vậy giờ em phải làm sao đã vào đây rồi thì còn làm sao nữa Bỗng cánh cửa mở ra, gã quản lý đi vào. Con Tuyết đâu? Dạ, là em ạ. Gã ta nhìn Tuyết một lượt từ trên xuống dưới, sau đó chẹp lưỡi. Được đấy, ngược tấn công, mông phòng thủ, gương mặt khả ái dễ nhìn, nhìn ngon đấy. Gã ta ném cho Tuyết một bộ đồ và nói. Bao nhiêu tuổi rồi, còn trinh không đấy? Dạ, dạ, em mới 18 ạ. Còn ạ? Được đó, rau sạch mặc đồ vào đi rồi ra phục vụ cho chú đáo khách vip nghe chưa? cô vẫn không hiểu nên quay lại hỏi chị Mai chị ơi phục vụ khách vip là làm gì ạ? À? Mai nhìn cô gái ngu ngơ này vừa cười vừa nói em đúng là con nhà quê còn non và xanh lắm phục vụ khách vip là rót rượu cho khách uống rượu với khách và còn chuyện kia nữa tuyết mắt chữ o mồm chữ a em cứ tưởng đây là quán tiếp rượu tiếp khách chưa ạ? À? lại có cả chuyện kia nữa hả chị? Ha ha, thì đúng là tiếp khách, nhưng mà phải tiếp sao cho người ta vui thì mới được chứ. Em nghĩ sao, cái quán chỉ hoạt động bằng nghề rót rượu thì lấy gì mà ăn hả em? Gã quản lý cảm thấy bực mình, quát. Có nhanh đi thay đồ không hả? Khách chờ lâu là về bị trận đòn nhiều tử đó. Tuyết vội chạy vào phòng thay, nhìn mình trước gương, cô bỗng thấy ngại ngùng vô cùng. Một chiếc váy ngắn cũn, ôm sát vào người cô, làm cho đường cong của cô càng rõ nét hơn và làn da trắng nõn được phô bày một cách rõ ràng nhất. Tuyết bước ra trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, gã quản lý lên tiếng. "Cha, đúng là người đẹp vì lụa, thôi đi nhanh nào." Cô đi sau lưng quản lý, đi lên phòng VIP 1. Vừa mở cửa ra, cô đã choáng ngợp một căn phòng xa hoa với nhiều màu sắc, ở giữa là chiếc bàn thủy tinh với nhiều hoa văn hết sức tinh xảo. Có bốn người đàn ông đang ngồi cùng với bốn người phụ nữ. Bọn họ ôm nhau một cách tự nhiên. Ở phía trong góc, nơi có một bóng hình cao to đang ngồi một mình. Trên tay anh đang lắc lư ly rượu. Gương mặt lạnh lùng của anh làm tăng thêm sự kiêu ngạo. Gã quản lý đẩy cô về phía anh và nói. Hàng đến rồi ạ. À. Anh thấy thế nào ạ? À? Anh không nhìn vào cô. Chậm chậm uống hết ly rượu trên tay. Bỗng Sơn quay sang, vỗ lên vai anh và nói. Nhìn ngon phết không ạ? Anh vẫn im lặng, mắt anh nhắm nghiền lại như không muốn quan tâm đến mọi việc xung quanh. Sơn thấy vậy liền nói. Nhìn đi, mày sẽ không tin vào mắt mình đâu. Anh chán nản, mở cặp mắt ra nhìn cô. Bỗng anh đứng dậy đi lại phía cô. Anh đi một bước, thì cô lùi lại một bước. Đến khi phía sau cô là bức tường, cô không thể nào di chuyển được nữa. Anh mới dừng. Bây giờ cô mới có thể nhìn kỹ anh. Đường nét cứng cáp và rõ ràng trên khuôn mặt anh tạo nên một vẻ đẹp nam tính và đầy quyết đoán. Miệng khép chặt, không hề để lộ ra bất kỳ biểu cảm nào và đôi má khẽ góc, tạo ra một sự tươi sáng và năng động. Bất chợt, anh đưa tay đẩy cầm cô lên. Sao lại là em? Tại sao em lại ở đây? Cô hất tay anh ra và nói. Anh nhận nhầm người rồi, tôi không quen anh. Anh định thần lại, có thể do anh uống quá nhiều nên mới nhìn nhầm ư. Không, không phải như thế. Anh nhìn cô một lần nữa với ánh mắt say đắm. Đúng là cô, rất giống, rất giống cô ấy. Vô thức anh cười lớn rồi quay lưng đi. Tuyết đứng đó với bao nhiêu suy nghĩ bùa vây. Anh ta làm gì vậy, làm mình hết hồn. Đang suy nghĩ mông lung, bỗng một bàn tay kéo cô đi. Vì bất chợt kéo mạnh nên cô ngã lên người anh anh chỉ kịp quay đầu và nghe kết rầm cơ thể cô nằm trên người anh đôi môi cô đã sát lên môi anh chỉ một tí nữa thôi là hai đôi môi chạm lên nhau cô nghe thấy rõ tiếng tim anh đang đập cả hai vội vàng đứng dậy rồi trở lại chỗ ngồi tối hôm đó cô chỉ rót rượu cho anh hai người im lặng không nói với nhau câu gì một lúc sau cả phòng đi hết chỉ còn mình cô và anh ngồi đó anh vẫn nhắm nghiền mắt lại Cô đứng dậy định đi ra thì bỗng một bàn tay nắm lấy cô. Anh nói. Cô định đi đâu? Cô ngập ngừng nói. Em, em... Rồi anh lấy trong túi quần ra một sấp tiền bỏ lên bàn. Cầm đi, công sức tối nay của cô đó. Ngồi với tôi một lúc nữa rồi đi. Em, em không dám nhận đâu. Em có làm gì đâu mà nhận. Anh cười. Lần đầu tiên có người con gái chê tiền của anh. Vậy cô đến đây để làm gì? em không biết rõ mục đích của bản thân là gì nhưng mục tiêu trước tiên của em là tiền có nhiều tiền để chuộc thân vậy thì cầm đi chứ anh nói xong rồi đứng dậy đi ra ngoài bỏ cô lại phía sau đang tính bước ra anh quay lại hỏi à mà cô tên gì nhỉ em tên là tuyết ừ tôi sẽ nhớ cái tên này anh ơi chúng ta còn gặp nhau chứ anh không nói gì quay lưng rời đi tuyết cảm thấy có chút hụt hẫng dù sao anh ta cũng tốt bụng và hào phóng mà đúng là đại gia có khác tuyết vội bỏ sắp tiền của anh đưa vào người rồi đi ra vừa hay gã quản lý cũng tạm được đấy thôi về đi ra ngoài có người trở về đó tuyết gật đầu cúi chào ra về về đến phòng đang thấy chị mai hút thuốc trước hiên nhà thấy tuyết chị mai liền nói lần đầu tiên thế nào tuyết ngồi xuống cạnh chị và nói không có gì chị ạ à rồi cô rút ra trong người một sắp tiền. Mai ngạc nhiên hỏi. Mày có cướp giật gì của ai không vậy? Sao mà có nhiều tiền thế? Chắc cũng phải hơn chục triệu rồi. Em, em có làm gì đâu. Cái anh đó đưa cho em bảo tiền công. Chà, đúng là đại gia có khác. Không như tao, ê ẩm cả người mà được có một triệu. Tuyết ngồi nhìn ánh trăng, vô thức cô lại nhớ đến khuôn mặt của anh. Người đâu mà đẹp đến thế. Anh như những diễn viên Hàn Quốc, mà thi thoảng cô được xem trên tivi. Rồi chúng ta có còn gặp lại nhau không? Chị Mai thấy Tuyết ngồi thẫn thờ, liền kêu. Đi tắm đi cô hai, còn ngồi đó mà suy với trả tư. Chị, em hỏi tí này. Mai ngồi tắt lại gần Tuyết. Chuyện gì? Bao nhiêu tiền mới có thể chuộc thân được À? Mai nghe xong ngạc nhiên rồi cười lớn. Ha ha, cô em muốn chuộc thân à? Nếu muốn chuộc thân thì phải trồng tiền cao hơn người cô em đó Vậy làm sao để thoát được đây vậy chị? Ha ha Em đừng có suy nghĩ như vậy cô em ạ à. Em muốn ra khỏi đây Một là chết Hai là có đại gia bao nuôi chuộc em ra Còn tự lực Thì phải đến khi nào em hết đát Thì bà ta mới cho em đi thôi Bà ta là ai à chị? Còn ai vào đây nữa? Tú bà ở nơi này Chuyên quản lý các gái ở đây Thôi em đừng mơ tưởng nữa Đi tắm đi rồi Tuyết theo chị Mai vào phòng. Tối hôm đó, chị em tâm sự với nhau đến sáng mới ôm nhau ngủ. Còn ở một nơi cách xa thành phố, trong một biệt thự sang trọng, anh vẫn đang vùi mình vào công việc. Bỗng điện thoại reo lên, anh cầm máy lên, bố anh gọi đến. "Con nghe. Tối mai về nhà để bàn chuyện cưới hỏi nghe chưa? Bố muốn con lấy ai thì bố cứ đi mà lấy, con không lấy cô ta đâu." Cái loại nghịch tử này mày muốn tao chết mày mới vừa lòng à? Anh không thèm đôi co, lập tức cúp máy đi ra ban công. Anh trầm điếu thuốc và ngắm nhìn lên ánh trăng. Anh lại nhớ đến người con gái đó, người mà đã cho anh biết về tình yêu, nhưng lại rời xa anh khi anh cần nhất. Và rồi trong một thoáng vô thức, anh lại nhớ đến tuyết, anh mỉm cười. Tối hôm sau, Tuyết được quản lý chỉ định đến phòng VIP 2. Vừa bước vào cửa, cô đã bị một gã biến thái đè xuống sờ soạng, Cô vùng thoát khỏi, liền cầm chai rượu ở bàn, đập mạnh vào đầu gã. Một dòng máu chảy ra từ trên đầu gã, khiến gã nằm gục ngay tại chỗ. Rồi cô bị lôi đi đánh một trận, thừa sống thiếu chết. Cô vật vã lê lết thân mình về phòng. Vừa bước đến cửa, đã nghe thấy giọng mỉa mai của con diễm. Làm gái mà tỏ vẻ thanh cao, để bị đánh một trận như tử, đáng đời. Mày có im đi không? Chị Mai ra dìu tuyết vào. Ta nói có gì sai à? Đã vào đây còn tỏ vẻ như gái ngoan. Rồi con diễm bước ra cửa đi tiếp khách. Chị Mai dìu tuyết vào phòng nằm, thoa dầu cho cô. Khiếp, sao bọn nó đánh ác vậy không biết? Em nghỉ đi, chị đi nấu ít cháo cho ăn. Nằm trên giường với toàn thân ê ẩm, tuyết bắt đầu suy nghĩ làm thế nào để thoát được khỏi đây. Phải có cách, nghĩ đi tuyết, nghĩ đi. Rồi cô chợt nhớ đến anh đúng rồi anh ta anh ta có thể giúp mình rồi cô quyết tâm chinh phục được anh mấy hôm sau cô bắt đầu học cách trang điểm và ăn diện quần áo đẹp để có thể thu hút được anh cô luôn đứng chờ anh ở sảnh quán bar nhưng không thấy anh đến trời không phụ lòng người hôm nay anh có đến anh bước vào cửa là bao nhiêu ánh mắt đổ dồn lên người anh những cô gái thèm thuồng được ngủ với anh một lần anh vẫn như vậy tỏ ra lạnh lùng như một tảng băng. Cô xin gã quản lý mãi mới có thể vào rót rượu phòng anh. Hôm nay khác hơn so với mọi khi, chỉ có anh và anh Sơn ngồi uống rượu. Thấy cô bước vào, anh Sơn lại trêu ghẹo anh. Chà, không quên được hay sao mà lại gọi tiếp rồi. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cô rót rượu. Không khí trầm xuống, cô ngồi cạnh anh. Định đưa người vào anh như những cô gái khác, thì anh lập tức đẩy cô ra. Cô làm gì vậy? Em, em... Cô nằm sóng xoài dưới đất, ngước mắt lên nhìn anh. Đôi mắt cô bắt đầu ngấn lệ. Anh thấy vậy liền quay mặt đi. Cô đứng dậy định rời khỏi phòng. Vô thức cô để lộ những vết bầm tím trên cơ thể. Anh thoáng nhìn qua và nói. Đứng lại, lại đây. Cô ngoan ngoãn lại ngồi cạnh anh. Anh nhìn cô, bây giờ anh mới để ý những vết thương trên cơ thể cô cứ đã bôi phấn để che đi nhưng vẫn thấy được. Anh sợ lên vết thương, bỗng cô kêu lên, "A, đau." "Tôi xin lỗi, tại sao?" "Em, em không tiếp khách nên bị đánh ạ." Cô nhìn anh với vẻ đáng thương, lấy hết can đảm cô liền nói, "Anh có thể bao nuôi em không?" Anh sững sốt và ngạc nhiên nhìn cô, lần đầu tiên có người con gái thẳng thắn đến như vậy, anh cười lớn. ha ha." cô có gì mà tôi phải bao nuôi em em không có gì cả vậy mà kêu tôi bao nuôi cô cô đánh giá mình hơi cao rồi đó em em rồi anh cầm ly rượu lên uống một ngụm một lúc sau không biết anh đang suy nghĩ chuyện gì mà ánh mắt rơi vào trầm tư anh nói cô có muốn thoát khỏi đây không nghe vậy ánh mắt cô sáng lên cô liền trả lời dạ có vậy cô giúp tôi một việc Tôi sẽ chuộc thân cô ra, được chứ? Việc gì vậy ạ? À? Anh ngồi nghiêm nghị, nhìn cô rồi nói. Làm vợ của tôi. Cô ngạc nhiên. Làm vợ, vợ của anh, sao lại thế được ạ? À? Cô có làm không? Có. Được, vậy thu xếp đi, rồi đi theo tôi. Tuyết như không tin vào tay mình nữa. Làm vợ anh là sao? Anh đang nói đùa hay đó là sự thật? Rồi cô theo anh xuống sảnh. Quản lý thấy anh liền chạy lại cười và nói Xếp tú, hôm nay anh thấy được không ạ? À? Ừ, được Chăm sóc cô ấy cho tốt Tôi muốn gặp bà chủ ở đây Anh gặp bà chủ làm gì vậy ạ? À? Gã quản lý ngạc nhiên hỏi Tôi muốn chuộc thân cho Tuyết Đưa tôi đi gặp bà chủ đi Lão quản lý quay sang nhìn Tuyết với ánh mắt giò xét Cái con này ngon thật mới vào làm được một tuần mà đã có đại gia bao nuôi rồi Rồi gã ta dẫn anh lên lầu tuyết ngồi ở hành lang chờ thì cái diễm đi vào nhìn thấy tuyết cô ta lại mang giọng diễu cợt nói hôm nay rảnh rỗi nhỉ không có khách nào muốn cô em phục vụ à tuyết không thèm nhìn cô ta chỉ lạnh giọng nói không phải việc của cô ha ha chị chỉ hỏi thăm quan tâm em thôi mà gì mà nói giọng khó nghe vậy tuyết không thèm để ý đến cô ta cô nhìn thấy bóng dáng anh bước từ trên cầu thang xuống Cô lướt qua diễm rồi tiến lại gần anh. Anh quảng tay qua eo cô rồi đưa cô ra khỏi quán trước sự căm phẫn của con diễm. Gã quản lý thấy diễm liền đứng buôn chuyện. Còn tuyết sướng thật, mới vào làm một tuần mà xếp tú đã bao nuôi rồi. Anh nói cái gì? Nó được bao nuôi? Sao có thể chứ? Diễm hét lên. Ta biết đâu, xếp tú lên nói chuyện với bà chủ rồi, đã giao dịch xong rồi. Thôi đi làm việc đi, chuẩn bị đông khách đó diễm tức giận nắm chặt đôi tay sao con nhỏ đó có thể được xếp tú chuộc thân đáng ra anh ấy là của tao mới đúng chứ rồi cô ta dẫm chân lên phòng trong sự bực tức ở trong ô tô cô ngồi đó lặng lẽ cúi đầu không gian trở nên ngột ngạt đến khó thở không ai nói với ai câu nào anh lái xe đưa cô về biệt thự của anh vừa bước xuống xe cô đã bị choáng ngợp trước sự sang trọng của ngôi nhà anh dẫn cô vào phòng khách và nói Cô ngồi xuống đi, tôi đi rót cốc nước rồi chúng ta nói chuyện." Cô ngoan ngoãn nghe lời anh, một lúc sau anh đưa cho cô một cốc nước ấm rồi ngồi đối diện cô và nói, "Tôi đã chuộc thân cho cô rồi, bây giờ chúng ta bàn vào chuyện chính. Em em, cô không phải sợ, tôi chỉ muốn làm một bản hợp đồng với cô." Rồi anh đưa ra một cuốn hợp đồng cho cô, cô ngơ ngác nhìn anh và nói, "Hợp đồng? Hợp đồng gì vậy ạ?" À? Hợp đồng hôn nhân, tôi và cô sẽ kết hôn trên danh nghĩa. Thời hạn là một năm. Một năm sau, cô muốn đi đâu đó là quyền của cô. Tuyết quỷ xuống trước mặt anh và nói. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã cứu em ra khỏi nơi đó. Em nguyện làm trâu làm ngựa cho anh. Cô đứng dậy đi. Không cần phải như vậy đâu. Đôi ta cùng có lợi mà. Thôi, cô đi lên tầng. Có phòng ngủ dành cho khách đó. Cô lên tắm rửa. Rồi xuống đây, tôi đưa đi mua sắm ít đồ tuyết đứng dậy đi lên tầng công nhận nhà anh thật rộng lớn to gấp mấy lần nhà của cô vậy cô tắm xong đi xuống tầng anh nhìn cô anh lại nhớ về người ấy định thần lại anh đưa cô đi mua sắm những thứ thiết yếu ngồi trên xe cô hỏi nhà anh to như thế mà chỉ có một mình anh ở đây thôi à ừ chỉ thi thoảng có cô giúp việc đến dọn dẹp nhà cửa thôi cô ngồi lặng lẽ ngước nhìn bên cửa sổ rồi chìm vào giấc ngủ không hay anh quay lại nhìn cô, bỗng vô thức, tay anh chạm lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Rồi anh rút tay mình về. Đến khi cô tỉnh dậy thì đã thấy mình đang nằm trên giường. Mùi thơm của thức ăn bay phẳng phất trong không khí, khiến cái bụng của cô biểu tình nãy giờ. Cô xuống giường đi xuống cầu thang, cô nhìn thấy anh đang nấu ăn. Một thân hình cao to đang mặc một chiếc tạp dề nấu ăn. Anh nhìn thấy cô liền nói. Dậy rồi à, xuống ngồi đi, tôi nấu xong rồi đó. Dạ, anh biết nấu ăn à?" Anh cười, lần đầu tiên cô thấy anh cười đẹp như vậy, cô nhìn anh một cách thẹn thùng. "Tôi chỉ biết nấu mấy món thôi." Cô cũng giúp anh soạn đồ ăn ra bàn, cứ như cảnh mộng trong giấc mơ cô thường mơ đến. Ăn xong, anh cùng cô ra ban công ngồi. "Cô uống rượu không?" "Em chỉ uống một chút ít thôi ạ." À? "Ừ." Rồi anh đi lấy một chai rượu nho cho cô, cô cùng anh ngồi uống rượu và cô bắt đầu kể cho anh nghe về cuộc đời mình còn anh vẫn ngồi lặng lẽ nhìn cô cô càng uống càng cảm thấy ngọt nên cô đã uống hết chai rượu nho anh đưa cho cô cô bắt đầu mơ mơ màng màng sáng mai khi tỉnh dậy cô tá hỏa khi cô đang nằm trong lòng anh đầu thì đau như búa bổ cô lén đứng dậy thì một bàn tay nắm lấy cô cô định gây ra xong rồi bỏ trốn à em em có làm gì đâu cô bắt đầu nhớ lại Tối hôm qua sau khi uống say, cô liền ôm lấy anh và nói: "Sao anh lạnh lùng vậy, lúc nào cũng cười có phải đẹp hơn không?" Rồi cô hôn anh, có lẽ vì cả hai đã đều ngấm men rượu nên anh cũng không từ chối cô, và đó là lần đầu tiên của cô. Trời, sao mình lại làm như thế? Cô ngượng ngùng chạy vào phòng vệ sinh, còn anh nằm trên giường với nụ cười lém lỉnh. Anh bước xuống, nấu cho cô những món ăn nhẹ rồi đi làm còn cô đứng trong nhà tắm nhìn mình trong gương cô không ngờ lần đầu tiên của cô lại là do men say tắm rửa thay quần áo cô bước xuống thì anh đã đi rồi chỉ còn một tờ giấy được đặt ngay ngắn ở dĩa đồ ăn cô mỉm cười hình như cô đã yêu anh mất rồi cô không hiểu tình yêu là gì chỉ cảm thấy con tim mình đập nhanh khi nghĩ đến anh đang dọn dẹp thì có tiếng chuông cửa kêu cô liền đi ra mở cửa Tuyết nhìn thấy một cô gái với phong cách ăn mặc vô cùng sành điệu. Cô ấy cũng nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên nói. Cô là ai? Sao lại ở đây? Cô là ai? Sao tôi không được ở đây? Tuyết nói. Tôi là vợ sắp cưới của anh Tú. Tuyết liền ổ lên. Vừa hay lúc đó, Tú đi về. Vừa nhìn thấy Trâm, anh đã tỏ vẻ khó chịu. Anh nói. Sao em lại ở đây? Trâm nghe thấy giọng anh liền quay lại. Anh Tú, Cô ta là ai? Sao lại ở nhà anh? Em về đi, không phải chuyện của em. Trầm nghe vậy liền rơi nước mắt. Sao lại không liên quan đến em? Em là vợ sắp cưới của anh mà. Anh và em không thể lấy nhau được. Chuyện cưới xin, anh sẽ nói chuyện với người lớn sau. Còn giờ em về đi. Trầm quay lưng chạy đi, anh bước vào nhà, cô liền cất tiếng. Sao lại để vợ sắp cưới về như vậy? Anh không thèm để ý đến lời liền nói. Cô rảnh không, đi với tôi đến một nơi. Dạ, chờ em một chút. Cô chạy lên thay một chiếc váy hoa rồi đi xuống theo anh đến một biệt thự còn sang trọng hơn cả biệt thự của anh nữa. Vừa bước xuống xe đã có người cúi xuống chào anh. Cậu cả đã về, ông chủ bà chủ đang ngồi chờ cậu ở trong phòng ạ. Rồi anh dẫn cô đi vào, bước vào phòng khách có hai người đang ngồi, người phụ nữ nhìn thấy anh liền nói: tú về rồi à con ăn gì chưa để gì bảo người hầu làm cho anh không nói gì vẫn cầm tay cô đi về phía người đàn ông và nói bố đây là tuyết là người con muốn lấy làm vợ người đàn ông đập bàn quát lớn cái thằng mất dậy tao đã kiếm cho mày một mối hôn sự tốt như vậy sao mày lại muốn lấy cái con nhỏ tiếp rượu đó mày không nhớ năm xưa cũng cái con nhỏ làm nghề bần hèn đó đã lừa mày rồi cuống hết tiền đi hay sao sao mày ngu vậy Tuyết không giống như cô ta, bố đừng suy nghĩ ai cũng như vậy, còn mối hôn sự đó người có lợi chỉ có bố mà thôi. Bố có từng hỏi con là con có muốn hay không chưa? Mày mày, vì cái loại đàn bà lăng loàn mà dám cái lại bố mày à? Tuyết không nhịn được, liền lên tiếng cắt lời ông. Xin lỗi đã cắt ngang lời của bác, nhưng cháu thấy bác nói vậy là sai ạ. À? Cháu thừa nhận là cháu chỉ là cô gái tiếp rượu, nhưng chỉ tiếp rượu không bán thân ạ. À cháu không lừa tiền của ai còn bác nghĩ sao thì tùy bác rồi cô cầm lấy tay anh bước ra khỏi ngôi biệt thự ngồi trong xe cô chưa thể nào lấy lại được tinh thần anh quay sang nhìn cô cười hôm nay mạnh dạn ghê vậy anh đừng nói nữa em còn đang run đây này anh chỉ mỉm cười rồi lái xe chở cô đến nghĩa trang anh đưa cô đến một ngôi mộ cỏ đã mọc xanh mướt anh ngồi xuống nói mẹ ơi còn được con đưa con dâu đến để ra mắt mẹ đây." Anh kéo cô lại ngồi cạnh mình, bây giờ cô mới để ý anh lại có một mặt khác, không còn vẻ lạnh lùng mà thay vào đó là một khuôn mặt dễ gần. Cô nhìn lên bia mộ, hình ảnh người phụ nữ có mái tóc đen và nụ cười vui vẻ. Cô khẽ nói, "Cháu chào bác ạ." Rồi anh kể cho cô nghe về gia đình mình. Anh mất mẹ từ lúc còn nhỏ, chưa được bao lâu thì bố anh đưa về một người đàn bà khác làm vợ kể từ đó tình cảm bố con của anh càng ngày càng dạn nứt bố anh muốn liên hôn cho anh với một công ty lớn khác để củng cố thêm cho công ty mình cô vẫn lặng lẽ nghe anh kể mọi chuyện dường như anh có chút đáng thương nhà giàu cũng có nỗi khổ của nhà giàu hoàng hôn dần buông hình bóng hai người vẫn ngồi đó cô đứng dậy kéo anh đi anh đi theo cô rồi hỏi chúng ta đi đâu vậy về nhà em rồi chiếc xe lăn bánh đến ngôi nhà cũ kỹ. Trước hiên nhà có một cụ bà vẫn ngồi đó ngóng nhìn ra. Vừa thấy tuyết, bà đã đứng dậy đi lại. Con về rồi, sao lâu rồi không thấy điện thoại cho bà, bà nhớ con lắm. Bà, con vẫn khỏe bà ạ. Bà nhìn sang anh rồi nắm tay tuyết hỏi. Ai vậy con? Dạ, bạn của con bà ạ. Bà nấu ăn chưa? Con thèm ăn cơm bà nấu quá. Cô nhõng nhẽo trong lòng bà rồi rồi, chờ bà tí. Tối hôm đó, một bữa cơm gia đình ấm cúng bên ngôi nhà nhỏ. Lâu lắm rồi, anh mới cảm nhận thấy hơi ấm của gia đình. Xong bữa cơm, cô tạm biệt bà rồi đi theo anh về ngôi biệt thự. Không biết từ lúc nào, cô và anh có cảm giác lạ đối với nhau. Ngôi biệt thự này đã bắt đầu có hơi ấm và những tiếng cười đùa. Anh và cô vẫn vậy. Hôm nay đang ngồi ăn cơm, cô vừa gấp ăn vừa nói. Anh, em muốn đi làm, sao tự dưng lại muốn đi làm sợ anh không đủ tiền nuôi em à không không phải vậy đâu tại ở nhà chán quá nên em muốn làm gì đó để giết thời gian thôi mà vậy em định làm gì em muốn học cắm hoa rồi mở một cửa tiệm hoa nè ừ em cứ học đi rồi anh mở cửa hàng cho nhưng đừng cố gắng quá sức nha dạ em biết rồi hôm sau cô đi làm sớm anh thức dậy thì cô đã ra ngoài rồi anh mỉm cười lắc đầu đầy bất lực. Không biết quyết định này của anh có đúng hay không đây? Anh dần quen với hình bóng có cô trong nhà và cô cũng cảm nhận thấy anh như mảnh ghép còn sót trong cuộc đời cô. Những ngày sau đó trôi qua rất yên bình. Ở một căn chung cư, Trầm đang gọi điện cho ai đó. Alo, tôi muốn anh xử lý giúp tôi một người. Tôi muốn cô ta phải chết, anh hiểu chưa? Tắt máy xong, Trâm ngồi lắc lư ly rượu vang, trong đầu cô bây giờ chỉ muốn tuyết chết đi thì anh Tú mới có thể thích cô. Cô ta nghiến răng kèn kẹt, kẹt. Nó phải chết, nó phải chết thì anh Tú mới yêu tao được. Hôm đó, như những ngày bình thường, Tuyết vẫn đi làm sớm. Đang đi trên đường đến quán, thì bỗng một chiếc xe lao nhanh về phía cô. Cô bị đâm một cách trực diện. Cô bắt đầu liệm dần đi, máu chảy loang lổ trên chiếc váy trắng cô đang mang. Cô được người ta đưa vào bệnh viện cấp cứu, anh chạy như bay đến bệnh viện đứng ngoài hành lang mà lòng anh như lửa đốt không biết cô ấy có sao không sao lâu như vậy còn chưa ra đã vài tiếng trôi qua cuối cùng cánh cửa phòng cấp cứu được mở ra một bác sĩ trẻ đi ra nói ai là người nhà của bệnh nhân tuyết là tôi anh đứng dậy đi lại gặp bác sĩ sao anh vô ý vậy cô ấy có thai mà lại để bị như vậy à may sao cả mẹ và con đều không sao về nhớ chú ý cẩn thận có thai tuyết đã có thai con anh anh không tin vào tai mình anh đã được làm bố cảm giác thật tuyệt vời làm sao rồi cô cũng được đẩy ra khỏi phòng gương mặt cô xanh sao cô vẫn chưa tỉnh lại những ngày sau đó anh luôn túc trực bên giường bệnh của cô anh kể cho cô nghe những câu chuyện vui thay hòa trong phòng cô mỗi ngày còn cô vẫn đang chìm trong giấc mơ cô mơ thấy bố mẹ cô đang nắm tay cô đi giữa một cánh đồng hoa mẹ quay lại nhìn cô rồi vuốt mái tóc khẽ nói con yêu đến giờ con phải dậy rồi có người đang chờ đợi con đó bố mẹ sẽ luôn dõi theo con mẹ yêu con nhiều lắm rồi cô dần dần mở mắt anh nhìn thấy cô tỉnh dậy liền ôm chầm lấy khẽ nói em tỉnh rồi may quá em không sao rồi em đang ở đâu đây em đang ở bệnh viện em chờ tí để anh đi gọi bác sĩ anh đứng dậy đi kêu bác sĩ bác sĩ đến xem cho cô xong nói với anh nhớ chăm cô ấy cẩn thận anh bước lại bên cạnh giường cô rồi nắm lấy tay cô và nói cảm ơn em chúng ta có con rồi cô ngạc nhiên đưa tay lên sở bụng mình ở đó có một sinh linh bé nhỏ bỗng cô rơi nước mắt anh vội vàng lau cho cô sao em lại khóc Em thấy vui anh ạ. À. Rồi cô nằm viện ít hôm thì được ra viện. Anh cứ bảo cô nằm viện đi cho khỏe đã, nhưng cô cảm thấy cái mùi bệnh viện khiến cô thêm mệt hơn nên anh cũng phải chấp nhận cho cô về. Về đến nhà, anh không cho cô động đến cái gì hết, anh cũng không còn cho cô đi làm nữa. Anh đã thuê giúp việc để về chăm sóc cô. Nằm ngoài khu vườn nhỏ, nghe tiếng chim líu lo, cô nhẹ nhàng vuốt cái bụng của mình, bỗng cô giúp việc nói: cô chủ có người tên mai muốn gặp cô dạ cô cứ cho chị ấy vào đây ạ à. chị mai đi vào ngồi bên cô từ khi cô thoát ra khỏi nơi địa ngục đó cô liền nhờ anh quan hệ để cứu chị mai ra ngoài chị cảm ơn em rất nhiều chị không cần cảm ơn em đâu chị luôn giúp đỡ em mà ừ em khỏe chứ chị nghe nói em bị tai nạn bây giờ ổn cả chứ em ổn chị ạ à? em em có thai rồi ồ Chúc mừng em nha. Chị nghe nói cái con Diễm nó bị mấy bà đánh ghen thừa sống thiếu chết, giờ hóa điên đang ở trong bệnh viện tâm thần kia kìa. Bây giờ cô lại cảm thấy cái con Diễm không đáng ghét nữa. Hai chị em ngồi nói chuyện đến tối rồi chị Mai tạm biệt Tuyết ra về. Nằm dài trên ghế chờ anh đi làm về, rồi cô thiếp đi lúc nào không hay. Khi cô tỉnh dậy đã thấy mình nằm trên giường anh, anh ngồi đó nhìn cô khẽ nói. Em tỉnh rồi à, em nhắm mắt lại đi rồi anh đỡ cô dậy dẫn cô ra ban công cô mở mắt ra nhìn xuống khu vườn nhỏ trước mắt là một hình trái tim được thắp sáng bằng nến trông thật đẹp anh quỳ xuống lấy trong túi ra một hộp nhẫn lấy anh nhé cô rơi nước mắt đó là nước mắt của sự hạnh phúc không có từ gì để diễn tả tâm trạng cô ngay lúc này cô gật đầu đồng ý anh đeo nhẫn vào tay cô rồi ôm lấy cô sau bao nhiêu thăng trầm của cuộc sống Cuối cùng anh và cô cũng có kết thúc viên mãn. Cô nằm gọn trong lòng anh, nghe thấy tiếng trái tim của anh đang đập, cô như cô bé lọ lem cưới được hoàng tử của cuộc đời mình. Mấy hôm sau, anh đưa bà ngoại cô lên sống cùng với cô cho cô thêm vui. Rồi ngày cô sinh cũng đến, cô đã hạ sinh cho anh một đứa bé trai kháu khỉnh. Từ khi biết tin có cháu nội thì quan hệ giữa bố và anh trở nên tốt đẹp hơn. Cô còn nghe nói trâm bị bắt vì tội chủ mưu cố ý giết người khi người ta đến bắt trâm thì cô ta đã hóa điên nên họ đã đưa cô ta vào trại tâm thần anh đã tổ chức cho cô một hôn lễ mà cô hàng mong ước với khung cảnh trang trí toàn những bông hoa mà cô thích anh và cô sánh bước trên lễ đường với những lời chúc phúc của mọi người